chương 842, thiệt giả ngọc bội. Cơ hồ là tại trong cùng một ngày, một tin tức phân biệt truyền đến dạ xoa bộ cùng kỳ thiên bộ bên trong. Nam chim bộ châu kỳ liên sơn mạch phụ cận, phát hiện long tử ngọc bội khí tức. Thu được long tử ngọc bội hạ xuống, khiến cho dạ xoa bộ cùng kỳ thiên bộ mấy cái đầu lĩnh ngồi không yên. Băng tuyết cung điện ở trong, ngăn cách bên ngoài rét căm căm. Chim cu chiếm tổ chim khách long dương, Kỳ Mộc cùng ám diệt ba người chính đang thương nghị lấy đại sự. Dễ dàng như vậy tìm tìm được rồi Long Tử Ngọc bội hạ xuống, nghĩ đến Long Vương bảo tàng nhất định là vùi giấu ở chỗ này. Hẳn là đây là đưa cho chúng ta đến đây thiên trạch tiểu thế giới đại lễ sao? Kỳ Mộc không kìm được vui mừng, tương đối cao hứng. Bất quá, việc này nhưng có chút kỳ quặc. Vì sao phía trước giả dạ xoa bộ ở chỗ này tìm rồi không ít thời gian, cũng không tìm được Long Tử Ngọc bội hạ xuống ngược lại là chúng ta tiến nhập thiên trạch tiểu thế giới sau đó lúc này mới để lộ ra gởi thư tức một đầu tóc xanh ám diệt cau mày nói ra đưa ra nghi vấn trong lòng nghe thấy ám diệt nghi vấn long dương hừ lạnh một tiếng long ẩn sát người làm việc từ trước đến nay tinh tế theo không buông tha dấu vết nào nếu bọn hắn dò hỏi đến tình báo là như thế này vậy thì nhất định không giả rồi ai biết được chỉ sợ có ít người để chứng minh năng lực của mình lập ra một ít giả dối không có thật sự tình. Ám diệt lặng lẽ cười nói, đối chọi gay gắt. Mặc kệ ngươi là tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, tiến đến tìm tòi hư thực chẳng phải chân tướng rõ ràng. Long Dương bỗng nhiên đứng dậy. Một bên kỳ mộc vội vàng đi ra hòa giải, hai vị bất giận, đều là thay thần tôn làm việc, như vậy không khỏi tổn thương hòa khí. Hừ, hai người đều là nghiêng đầu, lẫn nhau nhìn đối phương khó chịu. Tốt rồi, việc này quyết định như vậy đi. Nếu như tình báo không giả, chúng ta muốn lập tức lên đường, miễn cho bị giả xoa bộ đám người kia nhanh chân đến trước. Kỳ Mộc nói ra. Cổ bên trên chiến thuyền, Phi Long tướng quân đã ở cùng chư vị đầu lĩnh thương nghị về Long Tử Ngọc bội sự tình. Lúc này đây, Nguyên Long tướng quân thế nhưng mà khiến cho ra tất cả vốn liếng, tự thân xuất mã, thậm chí không tiếc vượt qua Đông Hoàng Châu, đi thẳng tới Nam Chim Bộ Châu nghe ngóng tình huống thật không ngờ lần này lại thu hoạch thật lớn nguyên long tướng quân dò xét được kỳ liên sơn mạch phụ cận có long tử ngọc bội hạ xuống nguyên long tướng quân lập tức ngựa không dừng vó trở lại bờ biển dọc tuyến đem tin tức mang về cho phi long tướng quân u lão tứ ngươi lần này làm không tệ ta sẽ báo cáo thiên tôn cho ngươi nhớ cái đại công phi long tướng quân lần cảm giác vui mừng đại soái mặc dù chúng ta đã được biết đến Long Tử Ngọc Bội hạ xuống, nhưng kỳ thiên bộ tình báo thu thập năng lực cũng rất mạnh, tin tưởng bọn họ cũng đã nhận được tin tức này. Mảnh Long tướng quân thân là thứ hai hãng tướng, cũng không phải là không có hữu dũng vô mưu thế hệ. Này mấy con ruồi khứu giác rất linh mẫn. Chúng ta không thể không phòng. Phi Long tướng quân gật đầu nói, cho nên, lần này tìm Long tử ngọc bội, do chúng ta mấy người tự mình tiến đến, khinh trang thượng trận, không muốn đánh trắng động cỏ dưới đấy mấy người đều là gật đầu nhận định kế hoạch này có thể thực hiện dù sao mang nhiều người như vậy đi hành động ngược lại không tiện hơn nữa cũng có khả năng đánh trắng động cỏ quân sư ngươi nhận thức là kế hoạch này như thế nào phi long tướng quân đối với thần khắp hỏi trải qua mấy lần thất bại sau đó phi long tướng quân không dám mạo hiểm vào đối với thần khắp cũng có sở tôn kính lên mà thần khắp cái nhìn đại cục cùng cẩn thận cá tính, làm việc cẩn thận. Đại sối kế hoạch này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, chỉ là còn cần kín đáo bố trí. Thần khắp đông đưa quạt lông đạo, tuyết giật ca ca nên phân ra hai nhóm đội ngũ, thời khắc lưu ý nhâm thương khung cùng kỳ thiên bộ bên kia động tĩnh. Quân sư làm việc quả nhiên suy nghĩ chu toàn, tốt chúng ta đây hơi làm chuẩn bị liền lên đường đi. Phi Long tướng quân đánh nhịp đạo, Lần này tìm Long Tử Ngọc bội hạ xuống tốt công việc có thể nói là trọng yếu nhất, tất cả mọi người coi chừng ứng đối, các không thể ra cái gì chỗ sơ suất. Kỳ Liên sơn mạch lên, Nhâm Thương khung đã tìm được một chỗ đồng phủ ngồi xuống, mà một bên tắc thì để đặt lấy hai khối đồ dõm Long Tử Ngọc bội, tản ra mông mông hào quang. Kỳ thật cái này trong Ngọc bội tinh thần lạc ấn cùng thật sự giống như đúc, chỉ là chế tạo chất liệu bất đồng. Dù sao những người này lại không thấy qua thật sự Ngọc bội, về phần Kỳ Liên Sơn mạch trước xuất hiện Long Tử Ngọc bội tin tức, cũng là nhâm thương khung lan rộng ra ngoài đấy. Vì chính là dụ dỗ Kỳ Thiên Bộ cùng Dạ Xoa Bộ đến đây. Tấn chức trung bộ chân thần sau đó, nhâm thương khung đã có thể mở ra Đại Thiên La Hà Lạc tứ tượng trận. Cái này sát trận so Thiên La Tiểu Long môn kiếm trận còn còn đáng sợ hơn, có thể chém chết thượng bộ thiên thần trở xuống tất cả thần đạo. Mặc dù thượng bộ thiên thần tại tốt không kịp đề phòng dưới tình huống, cũng muốn nếm chút khổ sở. Trải qua đường ven biển một ít dịch sau đó, nhầm thương không biết rõ mạnh nhất tiến công liền là phòng thủ tốt nhất. Và xoa bộ ở đằng kia một hồi chiến dịch sau đó, có đầu rút cổ không tiến, thậm chí không dám đối với tạo hóa bầu trời khởi xướng tổng tiến công, liền là chứng minh tốt nhất. Chỉ có đối phương bị để đùa, sợ, mới có thể sẽ đối với nhân loại thực lực sinh ra sâu đậm kiên kỵ. Nếu không, cho đối phương cơ sẽ dốc toàn lực nghiền ép, kia nhân loại chống cự lòng tự tin sẽ đều không có. Tại Long Tử Ngọc Bội bốn phía bố trí rồi, Đại Thiên La Hạ Lạc tứ tượng trận, nhầm thương khung lại đem lưu kim khôi lỗi phóng tới sơn mạch bên ngoài, thời khắc quan sát đến đối phương hướng đi. Nhầm thương khung không có lo lắng chút nào đối phương không mắc câu, dù sao bọn hắn đến đây mục đích chủ yếu chính là vì Long Vương bảo tàng. Cho nên, đối với bất cứ tin tức gì đều thà tin rằng là có còn hơn là không. Hiện tại, nhầm thương không muốn làm chính là chờ đợi, an tĩnh chờ đợi cá cắn câu. Đêm tối hạ xuống, ánh trăng to như vòng tròn, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào bầy trên núi, tại đây hoàn toàn yên tĩnh. Để tránh nhân loại bị liên lụy, nhầm thương không trực tiếp tiến nhập kỳ liên sơn mạch chỗ sâu nhất, mặc dù chiến đấu, cũng sẽ không đối với nhân loại tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Tai nghe một bên côn trùng kêu vang than nhẹ, nhầm thương khung nhắm mắt trầm tư, nhưng là thần niệm lại thời khắc thông qua lưu kim khôi lỗi tầm mắt, quan sát đến gió thổi cỏ lay. Đã đến, nhâm thương khung bỗng nhiên mở to mắt, thông qua một lưu kim khôi lỗi tầm mắt, có thể tin tường trông thấy phi long tướng quân cùng mặt khác mấy cái mảnh tướng bay nhanh mà đến. Mà thần khắp đã ở những người này trong đội ngũ, toàn thân bao phủ tại áo đen lý, thấy không rõ lắm chân dung. Kỳ thiên bộ nhân mã cũng tới. Thông qua mặt khác một lưu kim khôi lỗi, nhằm thương khung phát hiện do ba người lĩnh quân ba nhánh quân đội hạo hạo đảng đảng đại quy mô đến đây cầm đầu là một cái vóc người cao lớn mặc như ngọc nam tử mang theo uy nghiêm của cấp trên mà một bên hai người một người dáng người thấp bé nhưng lại như là ngủ đông ở ẩn trong bóng đêm độc xà cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng bên phải nhất người nọ một đầu tóc xanh sắc mặt âm lãnh tay phải bị một tầng quái dị hắc khí sở quanh quẩn lấy. Ba người này, từng cái đều có thượng bộ thiên thần thực lực. Hơn nữa, ba người sau lưng sở lãnh đạo đội ngũ, cũng là tinh binh trong tinh binh, thấp nhất cũng là đại đạo hậu kỳ tu vi, trong đó hỗn hợp không ít thần đạo cường giả. Đơn thuần thực lực mà nói, kỳ thiên bộ bạo hết dạ xoa bộ. Hai phe thế lực tất cả đều đến đây, đối với nhâm thương khung mà nói hoàng mỹ đến đâu bất quá. Hơn nữa, tự hồ hai cái này bộ chúng nguyên bổn chính là cừu địch. Bởi vì cái gọi là cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, đến lúc đó khả năng còn có thể giảm bớt mình không ít khí lực. Chứng kiến kế hoạch của mình hoàn toàn có hiệu quả, nhầm thường khung lạnh lùng một tiếng, đối với này hai khối hình rồng ngọc bội lần nữa rót vào tinh thần lạc ấn, về sau xíu, u u. Địa một tiếng biến mất ở tại chỗ, xa xa trốn. Đến đây đều là thực lực mạnh mẽ thế hệ, nhầm thường khung không dám áp sát quá gần, để tránh mình bạo lộ, do đó ảnh hưởng tới cả cái kế hoạch áp dụng. Dạ xoa bộ sáu gã mảnh tướng tăng thêm thần khắp đi vào kỳ liên sơn mạch sau đó, chậm lại tốc độ phi hành. Mặc dù bọn hắn biết rõ ngọc bội đại khái phương hướng ngay tại kỳ liên sơn mạch, nhưng đối với cụ thể phương vị nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy tìm xuống dưới, cũng cần hao phí công phu. Đại soái, ta chỗ này ngược lại là có một vật, có thể tỉnh một số chuyện, suy tính ra Long Tử Ngọc bội cụ thể phương vị. Thần Khấp dứt lời, liền lấy ra một cái tinh vi la bàn. Phi Long tướng quân mấy người lập tức đã ngừng lại thân hình, cái này kỳ liên sơn mạch địa vực thật lớn, nếu như tùy tiện tìm kiếm xác thực cần hao phí chút ít công phu, cho nên bọn hắn gửi hy vọng tại Thần Khấp thân mình. Quân sư, vật ấy có thể chính là Chư Thiên Định vị thần bàn. Phi Long tướng quân ngược lại là có vài phần nhãn lực độc đáo thoáng cái liền nhìn ra vật này lai lịch đại soái quả nhiên kiến thức rộng rãi đây cũng là chư thiên định vị thần bàn bất kỳ vật gì đều trốn không thoát thần bàn định vị truy tung đã có nó chúng ta có thể tiết kiệm đi rất nhiều khí lực thần khắp có chút tự đắc mà nói cái này thần vật chính là thần khắp đoàn đội mạo hiểm hao phí mấy năm thời gian mới làm xong nhất tông tốt công việc đoạt được đương nhiên vì đạt được vật này bọn họ giết người vô số kể cũng nhiều lần thiếu chút nữa liền cả đoàn bị diệt rồi, nhưng thấy thần khắp trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng rót vào thần lực đến này trong la bàn. Chư thiên định vị thần bạn phát ra ánh sáng chói mắt, trên la bàn rất nhiều ký hiệu như là sống lại bình thường nhau nhau tại trên la bàn mạnh mẽ đâm tới, phản phất một đám sao động bất an u hồn. Sau đó, thần khắp trực tiếp cắn nát ngón tay, đem một giọt tinh huyết nhỏ vào đến trong la bàn, miệng phun một cái cổ quái âm tiết. Bá, những cái, Kì ký hiệu bỗng nhiên xây thành một ngón tay châm hình dạng chỉ hướng phía nam vị trí hơn nửa một sáng một tối địa lóe sáng lấy được này tin tức thần khắp lập tức cao hứng cười to đại soái long tưởng ngọc bội ngay tại chúng ta phía nam cách đó không xa vị trí phi long tướng quân mấy người lập tức chấn động trong nội tâm vô cùng hưng phấn chưa vị chờ một chốc mà lại xem ta nguyên thiên thần mục mở ra phân biệt rõ hạ thiệt giả Nguyên Long tướng quân dứt lời gầm nhẹ một tiếng. Hữu trưởng của hắn trước bỗng nhiên xé rách cái lỗ hổng, lộ ra một cái đáng sợ con mắt. Cái này con mắt tràn ngập tơ máu, nhìn về phía trên vô cùng đột ngột. Thập phần đáng sợ. Nguyên Long tướng quân đem tay phải nhắm ngay phía nam vị trí, thần mục bỗng nhiên tách ra một cổ thẳng tắp thần hoa, trực tiếp đánh vào dãy núi trước. Sau đó, khiến cho người khiếp sợ tình huống đã xảy ra. Đạo kia thần hoa những nơi đi qua, kỳ liên sơn mạch dưới mặt đất tình huống bị theo rõ ràng rành mạch, trực tiếp thâm nhập dưới đất mấy trăm trượng. Nhiều lần, nhâm thương không thiếu chút nữa bị này thần mục cho soi sáng. Nếu không phải hắn phản ứng cực nhanh, chỉ sợ thân hình tại chỗ muốn bạo lộ. Thượng bộ thiên thần thực lực, quả nhiên khó có thể phỏng đoán. Nhâm thương không kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Đã tìm được, đại soái liền tại phía trước ngọn núi kia trong huyệt động, có hai khối lông tử ngọc bội. Nguyên Long tướng quân hưng phấn nói. Quả nhiên, bên phải tay Nguyên Thiên Thần một chiếu rọi xuống. Tại phía nam một cái ngọn núi trong huyệt động, giờ phút này đang an tĩnh nằm hai khối long tử ngọc bội, mặt ngoài có mông mông thần quang đang lóe lên. Mọi người đều là cuồng hỉ, giống như là tựa như một trận gió hướng huyệt động kia bay đi. Chương 843, Ngao cò tranh nhau. Phi Long tướng quân mấy người vừa vừa rời đi, kỳ mộc, Long Dương cùng ám diệt thân ảnh của liền thoáng hiện rồi đi ra. Hư hư hư, dạ xoa bộ mấy cái phế vật này quả nhiên cũng nhận được tiếng gió, không bằng chúng ta bây giờ phải đi đưa bọn chúng nắm bắt, như vậy liền sẽ không người theo chúng ta cãi. Ám diệt âm trầm nói, không thể. Cái này Long tử ngọc bội bây giờ còn không biết có phải hay không cái cái bẫy, do bọn hắn thay tra rõ hư thật, chẳng phải là rất tốt. Long Dương không chút do dự bác bỏ đề nghị của ám diệt. Ám diệt vừa muốn phản bác vài câu. Lại nghe được kỳ mộc nói, còn là dựa theo Long Dương nói xử lý đi. Do mấy cái phế vật này giúp chúng ta phán định thiệt giả, sau đó lại đưa bọn chúng một lần hành động nắm bắt, đến cái bọ ngựa bắt ve, chim sẽ trực sẵn, chẳng phải là tốt. Kỳ mộc lấy ra chủ ý, ám diệt cũng không nên bác bỏ, chỉ có thể phục tùng. Sau đó, kỳ mộc, Long Dương cùng ám diệt ba người phân biệt xuất lĩnh này ba vạn tinh binh lên núi động vị trí co rút lại. Đem tại đây bao bọc vây quanh, mà ngay cả một con ruồi đều không bay ra được. Phi Long tướng quân bọn hắn vào sơn động ở trong, không có phí bao nhiêu lực khí liền đem này Long tử ngọc bội tìm đến. Ha ha ha, tự nhiên chui tới cửa, xem ra vận khí cuối cùng sẽ đứng ở chúng ta bên này. Phi Long tướng quân tay nắm lấy đồ giỏm Long tử ngọc bội, khóe miệng hiện ra tươi cười đắc ý, đại soái, sự tình tự hồ có chút kỳ quặc. Vì cái gì cái này hai khối long tử ngọc bội sẽ ở trong sơn động này, mà phía trước không ai phát hiện đâu này. Huống hồ, cái này hai khối long tử ngọc bội không biết thực hư. Thần khắp nghi ngờ nói. Nên thật sự không thể nghi ngờ. Phi long tướng quân mỉm cười, tương đương tự tin nói, cái này hai khối ngọc bội bên trên có đặc biệt tinh thần lạc ấn, cùng lúc trước ta được đến cái kia hai khối giống như đúc. Điểm ấy, tuyệt không khả năng làm bộ. Nếu đại nguyên soái chắc chắn như thế, khả năng này là ta quá lo lắng. Thần khắp nói như vậy đạo, nhưng là trong nội tâm đúng là vẫn còn có điểm gì là lạ, nhưng về phần là lạ ở chỗ nào, cũng nói không nên lời. Chúc mừng đại nguyên soái đã nhận được hai khối long tử ngọc bội, cách thiên tôn đoạt được thần vương vị kế hoạch, mưu lực vĩ đại nghiệp lớn thêm gần một bước. Mảnh Long tướng quân cũng là tương đối cao hưng phấn nói. Tối thiểu nhất, đã có cái này hai khối ngọc bội có thể giao xoa. Lần này, Địa Long tướng quân hồi trở lại Thiên Long đại thế giới báo cáo công tác trở về gương mặt tối tâm phiền muộn. Chắc hẳn già dạ xoa thiên tôn tương đương tức giận, nhất định là vì lão thất cùng lão bác còn có này mấy vạn tinh binh chết đi mà rất là nổi giận. Thấy được phi long tướng quân tiến nhập mình bố trí tốt kiếm trận phạm vi, vốn là nhâm thương khung có thể thúc giục này đại thiên la hà lạc tứ tượng trận bất quá liên tưởng tới kỳ thiên bộ đang ở phụ cận cho nên tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ hiện tại không vội xem trước một chút kỳ thiên bộ bên kia động tĩnh nói sau nhâm thương khung giống như là cái xuất sắc thợ săn vứt bỏ táo bạo chăm chú săn bắn phải tất yếu đem lợi ích tối đại hóa hắn hiện tại hoàn mỹ nhất nghĩ cách liền là và dạ xoa bộ cùng kỳ thiên bộ đánh chính là người chết ta sống sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đại thiên la hạ lạc tứ tượng trận phạm vi bao trùm có thể đạt tới phương viên trăm dặm, chỉ là bọn hắn không thoát ly cái chỗ này sẽ không có vấn đề quá lớn. Phi Long tướng quân bọn hắn lấy được Long tử ngọc bội, sợ hãi hoành sinh vấn đề, vội vàng rút lui khỏi đến bên ngoài huyệt động, lại nghe được bên ngoài một tiếng liều lĩnh tiếng cười truyền đến, ha ha ha, dạ xoa bác đại tướng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? À? Là kỳ thiên bộ kỳ mộc. Phi Long tướng quân sắc mặt siết chặt, theo thanh âm lập tức đoán được thân phận của người đến. Cái lúc này, Phi Long tướng quân mấy người lúc này mới phát hiện, bên ngoài bị đại quân rậm rạp chằn chịt bao vây lại, Kỳ Thiên, Long Dương, ám diệt ba người riêng phần mình mang theo đại bộ đội thủ tại chỗ này, rõ ràng liền là ngồi chờ bọn hắn mắc câu. Nhiều như vậy thần đạo cường giả hội tụ một đường, sinh ra thần lực ba động thập phần đáng sợ, bốn phía hư không không ngừng vặn vẹo sụp đổ, mà ngay cả đại địa đều đang lạnh run. Lão đại, xem ra. Cái này hai nhóm đội ngũ hôm nay sợ rằng có một trận đại chiến, chúng ta ngồi bàn quan là được rồi. Tiểu Bạch dùng nhâm thương khung mới có thể nghe thấy không gian truyền âm nói. Tiểu Bạch dựa theo ước định ban đầu đã kịp thời chạy đến, thay mình cùng nhâm thương khung đều thi triển thần ẩn thuật, sau đó, có thể bảo vệ hai người thân ảnh của sẽ không bị bạo lộ. U, bất quá đám người kia mỗi người đều tương đương xảo trá, tinh thông tính toán, nhổ cộng tóc tia đều là không tâm. Chúng ta lo trước khỏi họa, chờ sau đó ngươi nghe ta phân phó mở ra đế hào không gian. Nhầm thương khung dặn dò. Được rồi, lão đại. Hiện tại đế hào không gian truyền tống là nhâm thương khung lớn nhất muốn sống bảo đảm, có thể tùy ý xuyên qua chiến trường, có thể nói tới vô ảnh đi vô tung. Ánh mắt băng hàng mà nhìn về phía kỳ mộc ba người, Phi Long tướng quân cười lạnh nói, ba vị quả nhiên giỏi tính toán, ngồi chờ chúng ta chui đầu vô lưới. Phi Long tướng quân, muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá ngu, gần kề mấy người liền đã nghĩ đến cùng chúng ta tranh đoạt Long tử ngọc bội rồi, thật sự quá không biết tự lượng sức mình. Bởi vì cái gọi là cường nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, Kỳ Mộc cùng Phi Long tướng quân phía trước từng có giao phong. Đều thị tử đối đầu, cho nên lẫn nhau trong lúc đó, căn bản không nể mặt chẳng lẽ bọn ngươi cho rằng bản soái không có có hậu thủ sao? Phi Long tướng quân cười hắc hắc, ngược lại cũng không phải thập phần lo lắng, nếu như liều đến cái cá chết lưới rách, đối với chúng ta đều không có có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Lúc này, Long Dương đi lên trước lặng lẽ cười lạnh, Phi Long tướng quân, ngươi có phải hay không muốn nói là những cái kia hậu viện? Thật xin lỗi, ngươi phải đi băng tuyết thánh điện những cái đội ngũ kia đã toàn bộ bị Long ẩn sát làm thịt rồi, chỉ sợ cái gì tin tức đều mang không quay về chứ. Nghe được Long Dương nói như vậy. Phi Long tướng quân biến sắc, một lòng mạnh mà trầm xuống. Tại lại tới đây tìm kiếm Long tử Ngọc bội hạ xuống phía trước, Phi Long tướng quân đợi tinh thần khắp dáng nói, phái người tiến đến băng tuyết thánh điện thời khắc chú ý kỳ thiên bộ hướng đi. Nếu như tình huống không đúng, bọn họ liền lập tức lộn trở lại, mang binh tiến về trước kỳ liên sơn mạch tiếp viện. Nào có thể đoán được, long dương long ẩn sát cả đoàn bị diệt rồi bọn này trước đi tìm hiểu tình huống tinh binh bởi như vậy viện binh bị cắt đứt phi long tướng quân mấy người bọn họ lâm vào tứ cố vô thân cục diện các ngươi đến cùng muốn thế nào phi long tướng quân nhắm mắt nói làm cái gì chỉ sợ các ngươi cần phải rất rõ ràng chứ giao ra long tử ngọc bội có thể cho ngươi một quả so sánh có tôn nghiêm chết đi pháp ám diệt phản phất tiến hành thẩm lý và phán quyết bình thường u ám nói, phi long tướng quân giận quá thành cười, muốn đánh nhau long tử ngọc bội chủ ý. Không có cửa đâu cương. Trừ lần đó ra, tất cả mọi người có đàm. Xem ra, ngươi đến bây giờ còn không làm rõ được tình huống A. Chúng ta có được ba vạn tinh binh tọa trấn, bọn ngươi bất quá mới chính là bảy người mà thôi. Còn có người ta không biết. Mặt khác hai cái tướng quân đâu này? phi long tướng quân, như ngươi như vậy làm việc bất lợi, tại chính là tam lưu tiểu thế giới đều có thể rơi vào cái tổn binh hao tướng, đầy bụi đất, đổi lại là ta đã sớm tìm khối đầu hủ đụng chết. Kỳ mộc không chút lưu tình chăm chọc đạo, cùng các ngươi bọn giá này áo túi cơm tịnh xưng thiên long bát bộ chúng, quả thực liền là chúng ta sỉ nhục. Phi long tướng quân sắc mặt đỏ lên, tức sùi bọt mép nói, kỳ mộc, đừng nghĩ đến đám các ngươi có được ba vạn tinh binh có thể lấy nhiều thủ thắng, nếu như chúng ta bảy người toàn lực đánh cược một lần. Muốn chạy đi, căn bản không khó. Đúng lúc này, thần khắp rồi đột nhiên nhảy ra ngoài, âm trầm cười lạnh nói, phi long tướng quân, chỉ là các ngươi sáu người mà thôi, làm gì đem ta tính toán đi vào. Thần khắp tại đây khẩn yếu quan khẩu, vậy mà lâm trận đào ngủ. Sự tình biến hóa quá nhanh, khiến cho phi long tướng quân bọn hắn lập tức đều mộng. Quân sư, ngài làm cái gì vậy? chẳng lẽ ngươi đã quên dạ xoa thiên tôn đồng ý của ngươi những cái kia phần thưởng sao? Phi Long tướng quân quát. Kỳ một tướng quân đại nhân nói không sai, đi theo các ngươi đám phế vật này là kẻ vô tích sự. Đã đến thiên trạch tiểu thế giới những ngày này rồi. Liên khu khu một thằng nhãi loài người nhâm thương khung đều làm không được, còn được xưng cái gì tám mảnh tướng. Quả thực liền là làm cho người ta cười đến rụng răng. Thần khắp lâm trận quay giáo, có thể nói là mặt không đỏ tim không đập, ngược lại đối với kỳ mộc đạo, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt kỳ mộc đại nhân, ti chức nguyện ý quy hàng kỳ thiên bộ dưới trướng, vì thần tôn vương độ nghiệp lớn cống hiến mình sức mọn. Kỳ mộc cũng là hơi sững sờ, hai bên còn chưa đánh, đối phương đã có người quy hàng, cái này cũng quá bất ngờ. Bất quá, từ trên xuống dưới xét lại thần khắp liếc sau đó. Kỳ mộc lạnh nhạt nói, người bất quá là trung bộ chân thần tu vi, nhân vật như vậy tại kỳ thiên bộ vừa nắm một bó to lưu ngươi để làm gì tánh mạng du quan thần khắp sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác hồi kỳ một tướng quân kỳ thật cái này thiên trạch tiểu thế giới có dấu thần vương chí bảo tin tức vẫn là do ta phát hiện mà thuộc hạ đối với thiên trạch tiểu thế giới tình huống hiểu rõ so sánh thấu triệt có thể lại để cho kỳ thiên bộ ít qua không ít đường quanh co huống hồ thuộc hạ định vị thần bàn có thể tìm ra còn lại những cái kia cửu tử ngọc bội hạ xuống. Cho nên, thuộc hạ tự nhận vẫn có chút tiểu dụng chỗ đấy. Thần khắp là thứ chủ nghĩa công lợi người, nói hai ba câu cũng không phải là bề ngoài trung tâm, mà là đột ra bản thân tác dụng. Quả nhiên, kỳ mộc, Long Dương cùng ám diệt ba người đối với nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Cái này quy hàng người, cũng thực là có một chút như vậy dùng. Phi Long tướng quân bên này, nhưng lại giận không kềm được. Hèn hạ, vô sĩ chúng ta mắc bị mù vậy mà tin loại người như ngươi địa long tướng quân ở một bên la mắng vong ân phụ nghĩa gia hỏa sớm biết như thế bổn tướng cần phải cái thứ nhất làm thịt ngươi mãnh long tướng quân cũng là cực độ hối hận phi long tướng quân dứt khoát một câu cũng không nói hai mắt trực tiếp lạnh lùng nhìn về phía thần khấp tràn đầy đáng sợ sát ý nhầm thương khung cùng tiểu bạch trốn ở một bên chứng kiến cái này hai nhóm đội ngũ trình diễn vô gian đạo chó cắn chó một miệng mau tốt hơn đùa giỡn, chợt cảm thấy đã ghiền, ánh mắt lom lom nhìn, sợ bỏ lỡ trò hay. Phi, các ngươi đám phế vật này căn bản không có tư cách nói ta. Nguyên một đám người mắt cao hơn đầu, lại nhiều lần bại ở một cái bừa bãi vô danh đích nhân loại hậu bối trong tay, còn biết sỉ nhục hai chữ như thế nào đi ghi. Thần khắp phát huy mình lời nói ác độc năng lực. Chim không biết chọn cây mà đậu, ta đây gọi có dự kiến trước kỳ thiên thần tôn chẳng những thực lực mạnh mẽ, thành tựu thần vương vị cũng chuyện sớm hay muộn. Đi theo như vậy minh quân, chúng ta mới có thể có ngày nổi danh. Có thể là kỳ thiên thần tôn hiếu khuyển mã chi lao, chính là thần khắp lớn lao vinh hạnh. Tỏ rõ tầm quan trọng của mình sau đó, liền liền là biểu lộ trung thành, thần khắp am hiểu sâu đạo này, cho nên một phen nói hiên ngang lẫm liệt, phản phất không làm kỳ thiên một cái chú chó trung thành, liền sống không nổi tự như. Đương nhiên, thần khắp cũng không đần lấy thế cục trước mắt đến xem kỳ thiên bộ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối mình một ngoại nhân cùng mấy cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển tướng lãnh một khối dốc sức liều mạng bây giờ không có tất yếu được rất tốt thần khắp khó được ngươi có như vậy trung tâm thần tôn thủ hạ chính là xác thực thiếu khuyết người như ngươi mới kỳ mộc thỏa mãn nhẹ gật đầu coi như là thông qua khảo hạch đa tạ kỳ mộc tướng quân tán thành thuộc hạ nhất định sẽ tận hết sức lực, phối hợp chư vị tướng quân đem đám phế vật này nắm bắt, đoạt lại Long tử ngọc bội. Thần khắp thập phần có kỹ xảo nói ra. Phản đồ, ta giết ngươi. Một bên phi Long tướng quân giận không kềm được, rốt cục trống to một tiếng, lao đến. Chương 844, triệt để trở mặt. Thần khắp đột nhiên làm phản, lại để cho phi long tướng quân thực khó chứa nhẫn, dưới cơn thịnh nộ đã ra tay, như muốn đập thành thịt nát. Thượng bộ thiên thần thần lực, có thể so với lăng thiên oai, giống như là một cái vần trăng sáng tự như thần lực quan đoàn hung hăng hướng thần khắp ấn xuống dưới. Phi long tướng quân một kích này, theo thần khắp làm phản thời điểm mà bắt đầu nổi lên, cho nên uy lực tự nhiên là không thể khinh thường. Hơn nữa hắn ra tay nhanh như lôi đình, mà ngay cả kỳ mộc, Long Dương cùng ám diệt ba người cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem này thần quan đánh về phía thần khắp. Nào có thể đoán được, thần khắp bản thân lại đã làm tốt rồi kéo cừu hận giác ngộ, theo phi Long tướng quân vừa mới ra tay tiến hành, ngay lập tức bỏ chạy. Qua, mặc dù thần khắp chui tốc độ chạy rất nhanh, bên thân thể vẫn bị thần lực quang đoàn cho lau đi, lập tức biến thành nùng huyết. Bất quá bởi vì thần khắp tốc độ phản ứng nhanh, hãy để cho hắn bảo vệ mạng nhỏ, bị đánh hủy nửa người đang lấy mắt thường khả biện tốc độ tại khôi phục nhanh chóng. Phi Long tướng quân xem một kích không có đem phản đồ mạng nhỏ cho thu. Lập tức không chút do dự xuất thủ lần nữa. Thần quan hóa thành còn hơn hồi nãy nữa còn đáng sợ hơn vòng tròn lao đến. Bá thuộc về thượng bộ thiên thần đáng sợ thần lực uy áp, giống như là tản ra đâm ánh mắt sáng mặt trời thẳng tắp vọt tới thần khắp. Bất quá, kỳ mộc ba người căn bản không có khả năng lại để cho phi long tướng quân tại chính mình mí mắt hạ liên tục lỗ mãn nhau nhau thi triển ra riêng phần mình thần pháp hướng viên kia bàn đụng tới oanh 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 liên tiếp ba lượt đáng sợ va chạm này thần lực ngày thần uy rốt cục tán đi mà thần lực ngày phía dưới ngọn núi kia đầu trực tiếp bị lột bỏ cũng may nhâm thương khung khắc dấu đại thiên la hà lạc tứ tượng trận trận văn ký hiệu là để hào tiền bối dốc lòng nghiên cứu ra được đấy cho nên cái này mới không có bị cái này bốn đạo thần uy va chạm đáng sợ năng lượng cho bị phá hủy. Hỗn chiến hết sức căng thẳng. Hư không giam cầm, phi long tướng quân đột nhiên hét lớn, trong tay đánh ra vô số ấn quyết. Trong hư không rồi đột nhiên xuất hiện vô số lớn xúc tu, nhìn về phía trên giống như là một cái to lớn bạch tuột xúc tu, nhào nhào quấy hướng kỳ mộc, long dương cùng ám diệt ba người. Hư, điểm ấy thủ đoạn cũng dám bản cửa làm búa. Kỳ Mộc hừ lạnh một tiếng, sau lưng sinh ra một đôi to lớn cánh chim, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền lập tức biến mất ở tại chỗ. Long Dương trong tay một bả tản ra yêu dị tia sáng dao găm, chỉ là đơn giản một cái kéo ngang, liền đem vô số xúc tu cho chém rụng. Thân làm một cái phụ trách nhiệm vụ ám sát cường giả, Long Dương đối với tốc độ lĩnh ngộ được cực hạn, mặc dù là nhâm thương khung đều cảm thấy loại tốc độ này không thể tưởng tượng, quả thực phải nhanh qua thần niệm truy kích tốc độ này ám diệt không chút sức mẻ, chỉ là đem tay phải đầu bộ đồ cởi bỏ, một cổ lạnh lạnh hàng khí lập tức lan tràn ra. Khiến người ta cảm thấy nhìn không được liên đã trùng mình. Thật là đáng sợ ma tính, người này tu luyện đúng là bán thần bán ma công pháp. Tiểu Bạch thập phần bén nhạy nói, nhầm thương khung cũng hơi hơi kinh ngạc, ám diệt thần lực trên người chấn động thật là kỳ quỷ, tự hồ bị phong ấn một cổ tương đương cùng bạo lực lượng đáng sợ. Ám diệt khẽ quát một tiếng, này lạnh lạnh ngâm đen chi khí tại thân thể bốn phía chú thành một đạo hắc sắc vòng tròn, những cái kia xuất tu còn chưa va chạm vào vòng tròn bốn phía, liền phát ra xèo xèo tiếng vang, trực tiếp mất đi hết rồi, bá, chờ đến kỳ mộc xuất hiện lần nữa thời điểm. Cũng đã tại Phi Long tướng quân trước mặt. Hai tay của hắn nhẹ nhàng đẩy, đáng sợ thần lực giống như là như núi cao bài sơn đảo hải địa đè ép xuống, trên bầu trời tự hồ xuất hiện vô số thiên thần hư ảnh quy động cánh chim nhao nhao hướng Phi Long tướng quân đánh tới. Là Dực Thần chi nộ. Phi Long tướng quân nghẹn ngào kêu lên, phía trước đã từng cùng Kỳ Mộc giao thủ trôi qua kinh nghiệm, tự nhiên biết rõ Kỳ Mộc này thần pháp quy lực đáng sợ. Kỳ Mộc tu luyện chính là Dực Thần ngày Bí Quyết, đây là một cửa đã biến mất Dực Nhân chủng tộc bí pháp. Tương truyền Dực Nhân chí cao thần, Dực Thần. Đã từng chiếm cứ qua vũ trụ chư bên trong thần vương rất cao địa vị chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì mà vẫn lạc. Nhưng là, kỳ mộc lấy được cái môn này công quyết, nhưng lại thứ thiệt dựt thần ngày bí quyết, bản đơn lẻ. Tu luyện thần công sau đó, kỳ mộc sinh ra cực hạn quan dựt, tốc độ có thế bao trùm vậy thần đạo phía trên, có cực mạnh đối chiến ưu thế. Mà dựt thần chi nộ một chiêu này, rồi lại là dựt thần ngày bí quyết, trong tam đại hủy diệt huyền pháp một trong số đó. Có thể trong nháy mắt hủy diệt mấy vạn người tinh binh bộ đội, Quy lực có thể thấy được lốm đốm. Phi Long tướng quân không dám anh kỳ phong mang, trực tiếp quyết đoán thi triển thuấn di thuật né tránh. Mà ngũ đại mảnh tướng thấy thế cũng là nhào nhào né tránh, không dám chống lại dực thần chi nộ. Âm âm, trước cao ngàn trượng ngọn núi trực tiếp bị hủy đi, phương viên hơn 10 dặm trực tiếp biến thành một khối bình nguyên. Thật là đáng sợ lực hủy diệt. Nút trong bóng tối nhâm thương không nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh mảnh long tướng quân hét lớn một tiếng, các ngươi bảo vệ tốt đại soái, lao ra, ta để ngăn cản ở bọn hắn. Dứt lời, mảnh long tướng quân trực tiếp thân hình tăng vọt. Hóa thành màu đen sắc thép cự long, có được đáng sợ tráng kiện bốn vó, phản phất là thiên trụ đồng dạng đứng im lặng hồi lâu lập ở trên trời. Lão nhị, phi long tướng quân ánh mắt đỏ như máu, biết rõ mảnh long tướng quân là muốn bằng vào mình bản thể thân rồng thay mình ngăn cản hạ công kích, tranh thủ chạy trốn thời gian. Đại soái, ngươi đi mau! Mảnh Long tướng quân miệng rộng trống to, vĩ ba hung hăng quét qua, trực tiếp đem phi Long tướng quân cho quét đi ra ngoài. Sau đó, hắn thân hình khổng lồ liền hướng kỳ một bên này mãnh liệt xông lại, rầm 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 to lớn Long đề mang lên hỏa diễm đạp không mà đến. Thanh âm kinh thiên động địa. Long Dương cùng Ám Diệt thấy thế, bay thẳng đến phi Long tướng quân truy kích mà đi. Mà kỳ một nhìn xem hóa thành thân rộng bản thể mảnh long tướng quân suy cười một tiếng, sau lưng quan dực lập tức tăng vọt vô số lần. Cái này hai căn cánh, một cây liền chừng vạn trượng, cơ hồ muốn đến đường chân trời cuối cùng. Cánh nổi giận chém. Hai cây to lớn hai cánh mạnh mà giao thoa, đáng sợ cánh nhận thần quan thẳng tắp mà hướng mảnh long tướng quân cắt đi qua. Bá, này cánh nhận thần quan cơ hồ là tới nhanh như điện chớp, trực tiếp theo hắc long tướng quân dưới khuôn mặt xẹt qua rống mảnh long tướng quân ngửa mặt lên trời trường rống tứ chi trực tiếp bị đồng loạt chém xuống to lớn màu đen thân trọng trực tiếp rơi xuống khỏi đi đem kỳ liên sơn mạch áp sập không mấy ngọn núi bất quá mảnh long tướng quân đức trời bốn vó phun ra thần quang lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu chấn động rớt xuống rồi trên lưng đại thụ che trời cùng bùn đất khối mảnh long tướng quân lần nữa lao đến lúc này đây hắn há miệng liền là một ngụm lưới điện phô thiên cái địa rơi xuống. Kỳ mộc hai cánh khe khẽ rung lên, liền thoát thân lưới điện phạm vi bao trùm. Nhưng là phía sau hắn cái kia bày phong thần quân đoàn tinh binh nhưng là không còn vận tốt như vậy. Trực tiếp bị lưới điện cho bao phủ đi vào, lập tức tử thương rồi không dưới 30-40 người. Dù sao, mảnh long tướng quân là tám mảnh tướng bên trong nhân vật số 2, thượng bộ thiên thần Tu Vi cũng không phải là nói khoác. Việc sát hạ bộ người chính là thần cấp thần đạo như lấy đồ trong túi. Lập tức tổn thất hơn 10 tên dưới trướng tinh binh, cũng làm cho kỳ mộc nổi giận lên, tay phải rồi đột nhiên trên không trung khẽ vồ, một cây thật dài màu tím cuồng đao phá không mà đến, bị hắn nắm trong tay. Cho ta chém. Kỳ mộc tướng quân tóc dài đột nhiên đứng lên, màu tím kia cuồng đao mang theo nước nở nghẹn ngào tiếng gió. Từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào mảnh long tướng quân thân mình suy mảnh long tướng quân vai vị trí lập tức liền xuất hiện một cái cự đại miệng vết thương, sâu đủ thấy xương, huyết dịch giống như là mũi tên phun rồi đi ra. Bị đau địa nổi giận gầm lên một tiếng, mảnh long tướng quân vậy mà không để ý thương thế, phẫn nộ bay thẳng. Oanh giống như là thiên thạch đụng vào nhau tại một khối, kỳ một tướng quân bay rớt ra ngoài, thân thể rạn nứt ra, ồ ồ máu tươi theo đầu ngón tay chảy xuôi, trực tiếp chảy tới cái thanh kia màu tím chiến trên đao chiến trên đao màu tím ngọn lửa càng thêm nhảy nhóc lung tung. Cái này biểu thị kỳ một lửa giận đang không ngừng kéo lên. Chiến đấu kế tiếp, cơ hồ có thể dùng kinh thiên địa khiếp quỷ thần để hình dung. Nhầm thương không nhìn xem hai đại thượng bộ thiên thần cường giả đối chiến, nhìn không được hải hùng khiếp vía, thượng bộ thiên thần không nhưng có lấy lăng thiên oai, thần lực có thể đơn giản phá hủy một thế giới, thân thể trình độ bền bỉ cũng là càng đáng sợ, cơ hồ bất tử bất diệt chỉ là thần lực không có khô kiệt lại thương thế nghiêm trọng cũng có thể lập tức khôi phục cảnh giới này bất luận cái gì chiêu thức đều đã không có ý nghĩa so đấu đúng là nguyên thần cường hãn còn có thần lực mạnh yếu giống như là hai đại hán bằng vào khí lực lẫn nhau ngươi một quyền một quyền của ta ai có thể sừng sững không ngã ai liền thắng lợi lại nói tiếp buồn cười nhưng đây cũng là sự thật đã đến thượng bộ thiên thần cấp bậc nguyên thần cũng rèn luyện vô cùng cường hãn cơ hồ cùng cấp thân thể cường độ rồi cho nên nói, hai người này ai cũng không có thể nói đơn giản giết chết đối phương. Nói sau phi long tướng quân bên này, cùng mặt khác vài tên mảnh tướng còn chưa đi ra ngoài rất xa, đã bị long dương cùng ám diệt đuổi theo. Bọn ngươi không phải được xưng tám mảnh tướng sao, sao lại bắt đầu làm rùa đen rút đầu, một mặt trốn chạy đế khỏi chết. Long Dương cười hắc hắc, thấp bé thân ảnh giống như là ti chấp đồng dạng thoang đi ra, đem phi Long tướng quân đón đỡ phía trước. Ám Diệt cũng không nói một lời xuất hiện ở nơi này, quanh thân tản mát ra làm cho người ta cảm thấy ác hạn hắc khí, thập phần không thoải mái. Long Dương, Ám Diệt, chúng ta bên này có năm người, các ngươi cũng chỉ có hai người. Phi Long tướng quân lạnh lùng nói, thức thời một chút, liền thả chúng ta qua. Hả? Cần so đấu nhân số sao? Long Dương tà cười một tiếng, bàn tay vung lên liền có vô số long ẩn sát thành viên từ không trung nhảy ra. Những người này am hiểu thứ sát đạo, trên người tản mát ra vô tận lợi khí. Ám diệt thiết kỵ cũng chạy tới, hơn vạn cái trang bị đến tận răng linh thú chiến sĩ, tản mát ra đáng sợ khí tức sát phạt. Lão đại, ngươi đi mau, nơi này có chúng ta đỡ đòn. Phong Long tướng quân cùng còn dư lại vài tên mảnh tướng đem phi Long tướng quân ngăn ở phía sau, ý đồ dùng thân thể của mình đến kéo dài, là phi long tướng quân tranh thủ chạy trốn thời gian. Hỗn nguyên phong cương, phong long tướng quân há miệng liền ói ra một ngụm cùng bạo vòi rồng. Mạnh mà hướng ám diệt cùng long dương cùng sông mà đi. Nguyên long tướng quân, địa long tướng quân cùng cùng long tướng quân ba người nhau nhau hướng phía trước phóng đi, nguyên một đám mặt lộ vẻ tự ý, ông cá chết lưới trách quyết tâm. Lão đại, nếu như nhìn thấy dạ xoa thiên tôn, nhắn dùng một tiếng, mạc tướng không thể đi theo, tùy tùng hắn hoàn thành kế hoạch lớn nghiệp lớn, nhưng ơn tri ngộ, mạc sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, chỉ có thể kiếp sau lại báo. Cùng long tướng quân trống to, này thần lực không muốn sống tự như phun ra. Lão đại, chúng ta bác huynh đệ tình nghĩa, chỉ có kiếp sau tiệc tục rồi. Nguyên long tướng quân trong tiếng cười mang nước mắt, kiếm to trong tay thẳng tắp đâm ra, cơ hội đem trọn cái vân thiên không đều chém thành rồi hai nữa. Một kích này, cũng là đem hết toàn lực. Mấy cái này mảnh tướng, tự biết thực lực đối phương hùng hậu, nếu không thể lấy tướng mệnh bác, phi long tướng quân tánh mạng có thể ngu. Chương 845, bò ngựa bắt ve, chim sẽ nút. Vài tên mảnh tướng ông tử chí, sợ đánh ra thần pháp uy lực kinh người, đại khai đại hợp, rõ ràng liền là muốn cùng Long Dương cùng ám diệt liều cái ngọc thạch câu phần. Long Dương cùng ám diệt hai người không hội chủ động cùng cái này cường hãn cắn xé nhau thuật tương bính, một trái một phải bay thẳng đến phi Long tướng quân bay đi. Này Long tử ngọc bội ngay tại phi Long tướng quân thân mình, cho nên mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng, giết người đoạt ngọc. Thân là một cái thích khách bên trong vương giả, Long Dương quỷ dị kia mà phiêu hốt thân hình. Giống như là một thanh xuất quỷ nhập thần tử thần chi nhận, cho người ta một loại cảm giác tuyệt vọng phanh phi long tướng quân cùng long dương ngắn gọn giao thủ trên người liền lập tức nhiều ra vài đạo vết thương máu tươi phúng ra ngoài long dương trong tay dao găm vậy mà mang theo nguyền rủa chi lực khiến cho phi long tướng quân cảm thấy tê liệt thân thể phục hồi như cũ tốc độ trở nên chậm mà hành động cũng bởi vậy trở nên chậm chạp phi long tướng quân giao ra long tử ngọc bội ta nhưng tha cho ngươi một mạng long dương liếm môi một cái âm trầm cười nói bởi vì tốc độ quá nhanh trên không trung hình thành mấy cái cùng thân thể giống nhau như đúc tàn ảnh. Long Dương, ngươi cho rằng ta sẽ ngây thơ đến tin tưởng ngươi lời nói sao? Nếu muốn đoạt được Long Tử Ngọc Bội, liền từ thi thể của ta trước bước qua đi. Long Dương tự hồ đã sớm biết đối phương có thể như vậy nói, cười đắc ý nói, nếu là như vậy, vậy thì làm thịt ngươi đi. Làm nhiều năm như vậy đối thủ, ta còn thật có chút nở. Cầm trong tay cái thanh kia lúc sáng lúc tối đoạn nhận để đặt trước người, lòng dương thân hình bán còng lưng, thân thể giống như là một trương căng cứng dương cung, lúc nào cũng có thể bạo khởi khó dễ. Bá tám diệt cũng từ không trung nhảy ra ngoài, quỷ dị tay phải lượng lờ hắc khí, cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Đối mặt cái này hai lớn thượng bộ thiên thần, hơn nữa đều là lấy giết chóc lấy xưng cường giả, phi long tướng quân cảm nhận được áp lực lớn lao. Mà nguyên long tướng quân, địa long tướng quân, phong long tướng quân cùng cùng long tướng quân tướng người đã bị hai vạn tinh binh bao bọc vây quanh, không ngừng khởi xướng công kích, tình huống tràn đầy nguy cơ. Xem ra hôm nay thì không cách nào chết già rồi, tốt tại chiến trường trong chúng ta một mực không có cơ hội gạch ngói cùng tan. Hôm nay lại có cơ hội phân cao thấp. Một cổ bể nghệ ngạo khí rồi đột nhiên mà sinh, phi long tướng quân niệm động chú ngữ, thân hình rồi đột nhiên tăng vọt, giống như là một cự nhân sừng sững ở giữa thiên địa quanh thân lân giáp đã trực tiếp bị chống đỡ toái, màu đồng cổ da thịt tràn ngập nổ tung thần lực, vô số hư không lỗ nhỏ ở bên cạnh hắn sáng tắt. Kém cỏi. Một linh lung bảo tháp theo phi long tướng quân trong tử phủ bay ra, trên không trung không ngừng biến lớn, đột nhiên hướng long dương cùng ám diệt hai người cưỡng chế mà đi. Càng là xuống, này linh lung bảo tháp càng là cực lớn. Đấy tháp khắc dấu lấy một cái càng huyền diệu pháp trận, tự hồ khắc dấu càng khôn. Chiếc bảo tháp này, tên là Vạn Huyền Hỗn Độn Tháp, nội hàm càng không vạn pháp, có thể luyện hóa vạn vật. Chỉ là bị cái này tháp chế trụ, chỉ cần thời gian một ngày liền có thể đem thần đạo thân thể luyện hóa thành nùng huyết. Mà sau ba ngày ba đêm, nguyên thần cũng có thể luyện hóa thành trong tháp cường đại oán linh, thủ hộ bảo tháp sử dụng. Gặp phi long tướng quân tiến lên liền là sát chiêu, long dương cùng ám diệt không dám vô lễ, liên tục xê dịch thân thể của mình, tránh né lấy bảo tháp truy kích còn muốn tránh. Phi Long cười lạnh một tiếng, há miệng liền là một đạo máu huyết phun tại bảo tháp phía trên. Này bảo tháp vốn là lã lướt xanh ngọc lập tức biến thành đỏ thẫm, lóe ra vô tận thần quang, đuổi theo Long Dương mà đi. Âm âm bị bảo tháp đáy tháp trận pháp sở quét đến địa phương, vậy mà hoàn toàn trở nên hư vô, phản phất biến thành vĩnh hằng hư không một bộ phận. Bá này bảo tháp trực tiếp hạ xuống, đem Long Dương thân hình thôn phệ đi vào ha 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 cái gì ám sát vương giả, tại vạn huyền hỗn độn tháp thần uy xuống, quả thực không đáng giá được nhắc tới. Phi Long tướng quân thần ma vậy thân thể ha ha cuồng tiếu. Cũng không có quên đem bảo tháp lay động vài cái, nhanh hơn hỗn độn khí đối với Long dương thân thể ăn mòn. Mà đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên trở tối, một vệt ánh sáng nhận phản phất từ thiên ngoại mà đến, trực tiếp bổ vào phi Long tướng quân vai trước. Một kích này, tự hồ công tác chuẩn bị đã lâu, đã nhanh vừa hận, tinh chuẩn vô cùng. Thần lực toàn bộ trút xuống thời điểm, không trung tựa hồ có khói lửa đang tỏa ra. Bá, phi long tướng quân to lớn cánh tay mang theo ánh sáng đỏ như máu ngút trời lên. Hắn thống khổ trường rống, tự hồ không thể tin được có người bị thương mình. Long dương này thấp bé nhưng mà tháo vác thân hình lần nữa thoáng hiện, khóe miệng mang theo đùa cợt đắc ý vị. Ngươi vậy mà không có bị bảo tháp trấn áp. Phi long tướng quân sắc mặt đại biến, có chút không thể tin được. Đây chẳng qua là bổn tướng quân khôi lỗi thân thể mà thôi, không thể tưởng được một cái nho nhỏ chứng nhãn pháp, lại có thể đưa ngươi lừa gạt ở xem ra của ngươi ngu xuẩn, vượt xa tưởng tượng của ta. Long Dương lạnh lùng cười nhạo. Trốn ở một bên nhâm thương khung nhưng lại trong lòng trung mạnh, cái này Long Dương chiêu thức xuất quỷ nhập thần, đối với thân hình vận dụng đến cực hạn. Đây mới thật sự là ám sát thuật, một kích tất trúng. Hỗ trợ tương đối, sắc bầu trời như ám sát thuật quả thực cặn bã đã đến cực hạn. Đồng thời, nhầm thương khung đối với phi long tướng quân trong tay vị này bảo tháp sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu là có thể đem đoạt lại vì chính mình tất cả, đây tuyệt đối là một môn cực mạnh bảo bối. Nghĩ tới đây, nhầm thương khung cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm thành thục, hẳn là thu lưới thời điểm rồi, Long Dương cùng phi long tướng quân ác chiến tại một khối, ám diệt cũng gia nhập tiến đến so sánh với Long Dương xuất quỷ nhập thần. Ám diệt công kích liền lộ ra quan minh chính đại rất nhiều. Nhưng là, ám diệt công kích lại mang theo một cổ cực kỳ đáng sợ ma tính. Hắn đen kịch tay phải đánh ra khí tức, bán ma bán thần, có cường đại nguyền rủa chi lực, vốn là biến hóa giống như núi cao bảo tháp, bị này lượng lờ hắc khí sau khi đụng, đang không ngừng thu nhỏ lại, đến cuối cùng chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương. Bảo tháp tại hắc khí công kích đến không ngừng rung động lắc lư, tự như lúc nào cũng có phá vỡ nguy hiểm. Nhầm thương khung cảm thấy đau lòng vô cùng, lập tức nói, tiểu bạch, ngươi đi chuẩn bị đế hào không gian mở ra. Ta đi đem bảo tháp giành được. Dứt lời, nhầm thương khung liền coi chừng hướng những người kia vòng chiến tới gần, thu hồi khí tức, coi chừng tránh né lấy đối phương thần lực va chạm, để tránh tai bay và gió. Bởi vì có tiểu bạch sở thi thần ẩn thuật, cho nên Nhâm thương khung có thể thuận lợi đi vào trong vòng chiến, thì không có bị phát hiện lúc này phi long tướng quân tình huống đã tràn đầy nguy cơ rồi long dương cùng ám diệt mỗi người thực lực đều không kém gì hắn hai đại cường giả đánh hợp kích lại để cho hắn có chút chống đỡ không nổi bất quá nhầm thương khung thì không có đơn giản lãng phí mình duy có một lần ẩn nấp cơ hội đi đánh lén mà là thần niệm tập trung vào vị này vạn huyền hỗn độn tháp rồi đột nhiên ám diệt một quyền đem vạn huyền hỗn độn tháp đánh bay ra ngoài này quanh quẩn lấy hắc khí thần ma tay phải trực tiếp đánh tới hướng phi long tướng quân. Gặp tình hình này, nhầm thương khung không chút do dự phá không mà ra, thân thể giống như là bay lượng lớn điểu, một bả tiến lên đem vạn huyền hỗn độn tháp bắt lại. Quanh phi long tướng quân bị ám diệt một quyền nện vào, ngực phải trực tiếp sụp đổ xuống, nhổ ra một ngụm màu đen máu đen, thần sắc nguy đốn. Bất quá, để cho nhất hắn tức giận là, vậy mà có người đập vào mình vạn huyền hỗn độn tháp chủ ý. Long Dương cũng bị bất thình lình cướp đoạt người cho kinh đến, vốn là chứng kiến đối phương sau lưng hai cánh, hắn còn tưởng rằng kỳ một tướng quân giải quyết xong rồi chiến đấu đến đây. Chỉ là người này sau kỳ một tướng quân muốn trẻ trung hơn rất nhiều, mà lại toàn thân bao phủ tinh khiết thần lực bản nguyên. Nhằm thương khung. Trốn ở một bên một mực không xuất thủ thần khắp nhịn không được la hoảng lên. Nguyên lai là ngươi. Phi Long tướng quân hốc mắt đỏ thẳm, có loại bị lường gạt cảm giác. Nhầm thương khung bản thân xuất hiện ở nơi này đủ chứng minh là đúng, đây hết thảy đều là cái âm mưu. Nhầm thương khung lơ lửng giữa không trung, trêu tức cười nói, bọn ngươi chó cắn chó một miệng mau, quả nhiên là tràn trò hay a, à, đã giền, thống khoái, thống khoái. Ha ha ha, Long Dương tướng quân, mau giết hắn, người nọ là chúng ta đoạt được cái chìa khóa một đại lực cản, mà lại trên người hắn còn có vài thanh Long Tử Ngọc bội. Thần khắp vội vàng nói nghe được nhâm thương khung thân mình có long tử ngọc bội long dương lập tức hai mắt phát lạnh lập tức hướng nhâm thương khung giết tới đây nhâm thương khung ngươi nạp mạng đi phi long tướng quân tức sùi bọt mép vậy mà cũng không để ý ám diệt bay thẳng đến nhâm thương khung bay đi tiểu tặc bồi lão thất cùng lão bác mệnh Nguyên Long tướng quân mấy người cũng là giận không kềm được địa đuổi theo. Cơ hồ tất cả mọi người, đều quay chung quanh nảy sinh nhâm thương khung đuổi bắt, thề phải giết rồi hắn. Nhâm thương khung thi triển tầng thứ bảy thần quan chi dực, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, không ngừng tại lộn xộn mà đến thần quan trong xê dịch lấy. Trải qua hắn cố ý gây nên, đám người kia toàn bộ hướng đại thiên la hà lạc tứ tượng trận, trận vị trí trung ương co rút nhanh. Mà ngay cả đã kéo dài hơi tàn mảnh long tướng quân chứng kiến nhâm thương khung sau đó. Cũng là liều lĩnh địa điên cuồng đuổi theo, xanh xanh địa tướng kỳ mọc gạt sang một bên. Thật không ngờ ta đây sao có thể kéo cưu hận. Nhầm thương khung cười đắc ý, bất quá đây cũng là trong tưởng tượng kết quả tốt nhất. Chờ đến chư vị vòng vây càng ngày càng gấp co lại thời điểm, nhầm thương khung bỗng nhiên dựng lại thân hình, nhếch miệng đối với chúng người cười nói, ta đưa các ngươi lên đường đi. Dứt lời, một cổ cường đại bất hủ đế khí tự như tiết áp màu vàng nước lũ, trực tiếp đánh vào rồi mắt trận vị trí vô số mông mông thần quan dân lên lên, chính chui thiên la thần kiếm giống như là thiên phạt thẩm lý và phán quyết động dạng nhô lên cao mà đứng. Trận pháp ký hiệu tại toàn bộ kỳ liên sơn mạch cả vùng đất chạy. Tại thời khắc này, từ hồ Nhật Nguyệt đều đánh mất ánh sáng chói lọi, núi sông cũng vì đó biến sắc, giang hải đều điên cuồng đảo lưu. Thiên địa hắc áp áp một mảnh, phản phất ngày tận thế tới bình thường, đại thiên la hà lạc tứ tượng trận. Nhầm thương không đứng ở trong trận pháp, từng chữ từng chữ địa nhổ ra âm tiết. Mỗi một chữ, đều giống như nện búa tại lòng của mọi người tạng, bẩn, lên, đau đớn co quắp. Phương đông vị trí, một cái cực đại vô cùng, thân hình cơ hồ vắt ngang đường chân trời thanh long thoang đi ra. Cua móng vuốt sắc bén, thần thú thiên uy, làm cho người ta nhìn không được trong nội tâm run rẩy. Rống thanh long ngửa mặt lên trời gào thét, khiến cho toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới đều đang lạnh run. Phía nam vị trí, một cái quanh thân màu đỏ thắm lớn điểu rồi đột nhiên nhảy lên ra, trong miệng phát ra thanh thúy hót vang, dáng người linh động tiêu sái, mang theo nóng bỏng vô cùng có thể đốt cháy hết thảy ánh lửa. Tây phương vị trí, một đầu mảnh hổ màu trắng đột nhiên theo pháp trận trong nhảy lên ra, hổ khiếu sơn lâm, vương giả khí tức thẳng nhiên phát ra. Phương bắc vị trí, một đầu đầu rắn quy thân huyền quy bò lên thiên không phần lưng trên mai rùa khắc dấu lấy vô số làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thần quan ký hiệu. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Thượng cổ tứ đại thần thú, cầm giữ vũ trụ lấy bốn phương tám hướng, đều là thủ hộ thần thú cấp bậc tồn tại. Đại Thiên La Hà Lạc tứ tượng trận chính thức mở ra, sắp biểu hiện ra hắn không có gì sánh kịp giết uy. chương 846, Đại Thiên La Hà Lạc Tứ Tượng, Đại Thiên La Hà Lạc Tứ Tượng trận là do đế hào lão tiền bối sáng chế, trong đó hàm ẩn trận pháp cực hạn huyền ảo. Càng khó hơn chính là, đế hào lão tiền bối tại Thiên La Thần Kiếm ở trong phong ấn chính là là chân chánh tứ đại thần thú bộ phận thần lực, cho nên uy lực thật là kinh người. Tứ tượng thần thú, tại vô tận trong vũ trụ chính là có thể so với một phương thần vương chúa tể vậy tồn tại, thần uy cũng không phải phạm nhân có khả năng phỏng đoán. Hơn nữa, cái môn này kiếm trận cần rót vào bất hủ đế khí mở ra, hỗ trợ lẫn nhau. Sẽ để cho uy lực phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù nhâm thương khung đối với kiếm trận hữu ích, thiết thực là sơ khuy môn đạo, nhưng là vậy không hữu đế khí nhưng lại nhất mạch tương thừa đấy, uy đủ sức để có thể chèo chống kiếm trận thi triển. Tất cả mọi người bị nhâm thương khung chiêu thức ấy đánh cho trở tay không kịp, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem trên bầu trời to lớn tứ tượng hư ảnh. ở đây đều là thần đạo cảnh giới cường giả, đặt chân thần đạo cũng có vô tận tuế nguyệt, cho nên đối với tu hành lại còn người bình thường khó có thể sánh bằng lực lĩnh ngộ. nhưng là trước mặt cái này đại thiên la hà lạc tứ tượng trận kiếm uy đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. bọn hắn trong ấn tượng ngoại trừ kỳ thiên cùng long tôn hai đại chính xác thần vương có thể thi triển ra đáng sợ như vậy thần lực mặt khác cũng không còn cách nào có có thể cùng chống lại trận pháp thần huyền. Đặc biệt là này tứ tượng hư ảnh, rõ ràng niêm phong cất vào kho lấy bản thể thần thú uy lực, tuyệt không phải chỉ là phô trương thanh thế ảo giác mà thôi. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng huyền quy cầm giữ không trung bốn phương tám hướng, giống như là tứ tôn to lớn thiên trụ. Đầy trời gần như có thực chất kiếm quan, liên thành sóng to gió lớn lập tức kích đóng đi ra, tứ tượng thần thú tiếng hô, đánh trách tả tơi thương khung, phản phất có ngàn vạn thần ma đồng thời thi pháp. À, một ít tu vi hơi thấp tinh binh đám bọn họ trực tiếp bị kiếm quang xuyên qua, hình thần đủ chết, mà ngay cả phản kháng đều không có làm ra. Phía thế giới này ở trong, chỉ có tứ đại thần thú hóa thành kiếm quang bốn phía bay loạn, không thể chống lại giết uy từng cơn sóng liên tiếp cưỡng chế đến, đối với kiếm trận ở trong người này không ngừng phát động công kích. Nhầm thương khung đứng ở kiếm bên trong bởi vì trong cơ thể có bất hủ đế tức giận tồn tại cho nên này đại thiên la hà lạc tứ tượng trận không hội công kích mình kiếm trận cần trận dẫn có thể đem kiếm trận uy lực phát huy đến tối đại hóa nhầm thương khung chính là cái này trận dẫn không ngừng phúng ra bất hủ đế khí chính là tiếp tục kiếm trận tuần hoàn động lực tại thời khắc này dạ xoa bộ cùng kỳ thiên bộ tất cả mọi người không để ý trước kia ân oán chỉ có thể dốc sức liều mạng đánh ra thần lực triệt tiêu tứ tượng thần thú thần kiếm uy lực chói mắt kiếm quan đem kỳ liên sơn mạch trên không theo sáng như ban ngày phản phất thần ma giới đại môn đều được mở ra bình thường cường đại phá hủy lực trực tiếp đem kỳ liên sơn mạch cho lột bỏ một nửa bực này thủ bút cơ hồ vượt qua chính xác thần vương tự mình xuất thủ tất cả mọi người không dám tàn tư chỉ phải lấy mình cố gắng lớn nhất đến chống cự kiếm trận tổn thương bất quá ngoại trừ thường bộ chân thần mấy người có thể thoáng ngăn cản bên ngoài, những người khác cơ hội không có lực phản kháng. Nhầm thương khung toàn thân lóng lánh quang mang màu vàng, nhìn về phía trên giống như là bất diệt thần vương, chấp chưởng một vùng thế giới. Rốt cục, tứ đại thần thú hư ảnh chậm rãi tiêu tán, kiếm quan chậm rãi đình chỉ, mà này pháp trận thần vân ký hiệu cũng đang từ từ ảm đạm. Giả dạ xoa bộ cùng kỳ thiên bộ tử thương thập phần nghiêm trọng, bị kiếm trận bao phủ trung bộ chân thần trở xuống tu sĩ toàn bộ chết hết. Mà già dạ xoa bộ cùng Long tướng quân cùng địa Long tướng quân đều đang trong kiếm trận bị trực tiếp diệt sát. Mặt khác thượng bộ thiên thần tu vi cường giả, mặc dù không chết, nhưng là thân thể thủng lỗ chỗ, thân thể phục hồi như cũ tốc độ thiếu chút nữa không chống đỡ được bị thiết cắt, cắt, tốc độ. Đoan đích thị thê thảm vô cùng. Trong đó đáng thương nhất hợp lý thuộc thần khắp rồi, cái này lâm trận đào ngũ phản đồ mới vừa từ già dạ xoa bộ quy thuận đến kỳ thiên bộ thậm chí trong đầu triển khai kế hoạch lớn kế hoạch đều nghĩ kỹ nào có thể đoán được nhầm thương khung đại thiên la hà lạc tứ tượng trận vỡ vụn hắn tất cả đấy tưởng tượng ở trên không đúng lúc vị diện mạo hiểm thần khắp các loại hàng lậu đều nhiều vô số kể nhưng là tại đại thiên la hà lạc tứ tượng trận lăng thiên oai nghiền ép xuống những thần vật này nhau nhau bị phá hủy căn bản ngăn cản không nổi mấy hiệp cuối cùng nhất thần khắp lấy một loại khuất nhục phương thức chết đi bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là thần khắp mặc dù nguyên thần mất đi nhưng là thân thể nhưng như cũng nguyên vẹn xưa nay thần khắp đều là lấy một bộ áo đen kỳ nhân cơ hồ theo không lộ ra chân dung lần này nhầm thương khung mới nhìn rõ ràng thần khắp bộ dáng này đầu trâu mặt ngựa mặt mày cùng hắn nói thì nhất cá nhân loại chẳng nói là một ngoại tộc bởi vì mặc dù là yêu tộc, đều so với hắn trường muốn trông tốt hơn nhiều. Nguyên lai là trường bộ dạng như vậy, đổi lại là ta cũng không dám lấy chân diện một kỳ nhân. Nhầm thương khung trong nội tâm cười nhạo, tiêu diệt một cái như giòi trong xương, rất cảm thấy nhẹ nhõm. Phi Long tướng quân chứng kiến bị kiếm quan cắn nuốt sinh mạng hai gã bộ hạ, nhìn không được phẫn nộ ngửa mặt lên trời trường rống lão ngũ, lão lục, a à, kiếm trận uy lực hiển thị rõ nhầm thương khung không hề dừng lại, huy động thần quan chi dực rất nhanh triệt thoái phía sau, hướng tiểu bạch sớm liền chuẩn bị xong đế hào không gian bay đi. Ba không gian gợn sóng nổ tung, một thanh kỳ dị dao găm, lấy thập phần xảo trá tốc độ đâm về Nhâm thương khung. Một kích này, vô luận theo góc độ vẫn là uy lực đến xem, đều cũng coi là không chê vào đâu được, đem ám sát tinh túy biểu hiện ra nhìn một phát là thấy hết. Mà để cho nhất người, cảm, giác đến đáng sợ chính là, này cây chủy thủ lóe ra ảm đạm ách quan, tự hồ ẩn chứa một cổ thập phần âm tàn đáng sợ hủy diệt uy năng. Quanh theo nhâm thương khung thân hình chia năm sẽ bảy, lòng giường thấp bé thân hình dần hiện ra đến, mang trên mặt một cổ không giống loài người âm tàn cùng độc ác. Kỳ một mấy người vui mừng, nhâm thương không bị giết, này có thể tại hắn thân thể tàn phế trước tìm long tử ngọc bội hạ xuống. Chỉ là, làm cho người ta kinh ngạc chính là, nhầm thương khung thân hình vỡ ra sau đó, vậy mà biến thành một bãi kim loại chất lỏng về sau giống như là nước chảy đồng dạng nhắm hướng đông bên cạnh phương hướng chảy xuôi mà đi tại phía trước cách đó không xa nhầm thương khung bản thể đã dần hiện ra đến thoáng cái liền nhảy vào rồi để hào trong không gian này lưu kim khôi lỗi theo hắn cùng nhau nhảy vào không gian không gian đại môn đóng chặt lại phản phất giống như nhầm thương khung chưa bao giờ đã xuất hiện đồng dạng nguyên lai nhầm thương khung tại kiếm trận uy lực biến mất thời điểm. Liên lấy ra lưu kim khôi lỗi hóa là bộ dáng của mình đứng ở giữa sân hấp dẫn cưu hận, mà bản thể đã sớm thi triển thuấn di thuật hướng tiểu bạch chuẩn bị xong đế hào không gian xê dịch. Cảm giác được đế hào không gian đại môn nhắm lại, truyền tống trận dần dần vận chuyển, nhầm thương khung lúc này mới thở ra một hơi thật dài, không thể không nói lần này dụ địch phương pháp tương đương thành công. Chẳng những chém giết địa long tướng quân, cuồng long tướng quân, thần khắp ba viên đại địch, xoán giết kỳ thiên bộ tinh binh vô số. Hơn nữa, hắn còn ngoài ý muốn đoạt được phi long tướng quân bảo bối vạn huyền hỗn động tháp. Nhưng là, nhầm thương không biết rõ lúc này đây thành công có rất lớn một bộ phận may mắn thành phần. Nếu như dạ xoa bộ cùng kỳ thiên bộ vốn không phải cừu địch, chỉ sợ cũng không biết đánh chính đám bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị rồi. Trong đó, phi long tướng quân, long dương, kỳ mộc, ám diệt mấy người kia thực lực chân thật quả thật làm cho người kiên kỵ đi ngang qua Đại Thiên La Hà Lạc tứ tượng trận công kích sau đó, bọn họ có thể như thế nhanh chóng địa khôi phục. Mà này Long Dương càng là có thể cực nhanh kịp phản ứng, đối với chính mình đột nhiên tiến hành ám sát. Nếu không có nhâm thương khung cẩn thận, lấy ra lưu kim khôi lỗi đến, đổi trắng thay đen, chỉ sợ hắn hiện tại sớm liền biến thành một đống bạch cốt. Bất quá, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhâm thương khung hết sức hài lòng kế hoạch lần này áp dụng, trải qua mấy lần mình tập kích địch phe thế lực không ngừng bị sơ tái như thế nói đến những cái được gọi là cường giả cũng không phải không thể chiến thắng thông qua cùng thực lực cao cường thần đạo giao thủ nhằm thương khung đang tại thập phần nhanh chóng phát triển lấy lão đại ngươi lần này thế nhưng mà kiếm lợi lớn chẳng những thu hoạch được thiệt nhiều cường địch tánh mạng còn được đến vạn huyền hỗn độn tháp loại này thần vật tiểu bạch chật chật tán dương vừa rồi ta xem phi long tướng quân thi triển chiếc bảo tháp này thời điểm, quy lực thật là không tầm thường. Nhầm thương khung đã ở vuốt vuốt bảo tháp đạo, chỉ là, ta dùng thần niệm dò xét qua rồi, cái này tháp trên người có cường đại cấm chi lực, tự hồ đối với thần niệm có bài xích. Muốn muốn biến hóa để cho bản thân sử dụng, chỉ sợ sẽ có rất lớn độ khó. Thần niệm Tiểu Bạch cười khúc khích, lão đại, cái này vốn cũng không phải là vấn đề gì nếu bạn về thần niệm cường hãn có ai có thể so ra mà vượt đế hào tiền bối thần khống thuật này phi long tướng quân cường thịnh trở lại bất quá cũng chỉ là thượng bộ thiên thần tu vi dựa theo lão đại thực lực ngươi bây giờ chỉ phải không ngừng lấy thần niệm qua đi này thần niệm cấm chế sớm muộn sẽ bị ngươi phá vỡ u chỉ cần tốn nhiều chút ít thời gian mà thôi nhầm thương khung mỉm cười đối với hắn mà nói chỉ cần có thời gian đến từ từ thôi chung quy có thể phá mở ra ấn. Lão đại, ta không rõ, lấy được lớn như vậy thành công, vì cái gì chúng ta không trở về tạo hóa bầu trời, ngược lại là đi đóng băng vùng địa cực. Tiểu Bạch có chút không nghĩ ra nhâm thương khung cái này an bài. Kỳ thiên bộ cái này ba cái đầu lĩnh khứu giác rất linh mẫn, so về dạ xoa bộ không biết cao minh rồi bao nhiêu. Nhâm thương khung khẽ nhíu mày nói, cho nên, ta đây mới nghĩ đến đánh một cái chênh lệch, sớm một chút tìm được cuối cùng một khối long tử ngọc bội hạ xuống thực là giỏi tính toán lão đại ngươi quá thần tiểu bạch ẩn ẩn có chút hưng phấn dạ xoa bộ cùng kỳ thiên bộ lần tổn thất này thập phần thảm trọng mặc dù kỳ thiên bộ tam đại chủ soái không có vẫn lạc nhưng là thủ hạ chính là tinh binh nhưng lại tử thương rồi không dưới ngàn người cái này nhưng cũng là tinh duệ trong tinh duệ không khỏi làm cho người ta thịt đau so sánh với kỳ thiên bộ, và xoa bộ tổn thất quả thực là không thể thừa nhận, lần này hao tổn hai gã mảnh tướng, cộng thêm trước lúc trước hao tổn hai vị. Bác đại mảnh tướng đã danh nghĩa, chỉ còn lại có bốn người. Phi Long tướng quân nhìn chầm chầm bầu trời phương hướng, không nói một lời, hai mắt đỏ thẫm, tự như cử chỉ điên rồ một tốt. Bất quá, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn cực hạn tức giận, ở vào bão nổi ranh giới. Phi Long tướng quân, hiện tại các ngươi dạ xoa bộ đại thế đã mất, đem Long tử ngọc bội giao ra đây đi. Kỳ Mộc tiếng về phía trước một bước nói ra. Phong thần quân đoàn tổn thất nặng nề, cũng làm cho hắn càng tức giận. Vẫn là câu nói kia, nếu muốn đoạt được Long tử ngọc bội, bước qua thi thể của ta. Phi Long tướng quân vẽ mặt tử ý, hai tay nhanh siết chặt hai khối ngọc bội. Cái này hai khối Long tử ngọc bội, đã là hy vọng duy nhất của hắn rồi, khá có thể lại để cho kỳ thiên bộ đoạt đi. Mà đúng lúc này, lại nghe được trăng trắc tiếng vỡ vụn truyền đến, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Phi Long tướng quân cúi đầu nhìn lại, không biết lúc nào trong tay Long tử ngọc bội đã toái đi, vốn là trên ngọc bội tinh thần lạc ấn cũng theo đó tiêu tán. Bể nát ngọc bội nhìn về phía trên ảm đạm không ánh sáng. Điều này sao có thể Long tử ngọc bội chính là đa bảo Long vương dùng thần lực quán chú, căn bản không có khả năng tại đây giống như hủy diệt đấy." Phi Long tướng quân giống như là si nhân đồng dạng nói mớ. Chương 847: Đến niệm trảm. Sau đó, hắn tự hồ đã minh bạch tiền căn hậu quả, một cổ bạch khí đột nhiên từ đỉnh đầu lao ra, há mồm phun ra một đạo máu đen. Nhưng thấy Phi Long tướng quân mũ bảo hiểm rơi lạ tả, tóc lập tức biến thành tuyết trắng sắc mặt tái nhợt như là thoáng cái già rồi mấy ngàn tuổi nhầm thương khung ngươi 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 phi lòng tướng quân tức giận dưới vậy mà hai mắt một phen sống sờ sờ tức đến ngất đi không ai từng nghĩ tới phi lòng tướng quân cái này thân kinh bách chiến cường giả lại bị sống sờ sờ tức giận hôn mê bất tỉnh tại thần đạo cảnh giới trừ phi là nguyên thần bị thương nặng cơ hồ có rất ít tình trạng ngất xỉu phát sinh còn dư lại ba viên mãnh liệt sẽ thấy nhà mình thống soái hôn mê bất tỉnh, lập tức đem hắn vây quanh, bày làm ra một bộ liều mạng tư thế, muốn mở một đường máu. Chứng kiến Liều chết bảo vệ Phi Long tướng quân ba viên mãnh tướng, Kỳ Mộc hiển nhiên cũng hiểu được không có đuổi tận giết tuyệt tất yếu, khu tay nói, "Được rồi, thả bọn họ đi." Kỳ Mộc tướng quân, tại đây giống như thả bọn họ đi, tự hồ có hơi không ổn. Long Dương nhỏ giọng nói, kỳ thiên bộ cùng giả dạ xoa bộ tranh đấu nhiều năm như vậy sớm đã coi như là cừu địch nếu như có thể đem phi long tướng quân cùng mấy người kia nắm bắt tương đương với chém tới giả dạ xoa phụ tá đắc lực coi như là đầu công một kiện long dương thật sự không nghĩ ra kỳ một tướng quân tại sao phải đem các loại người thả qua không công tổn thất cơ hội lập công kỳ một ung dung thở dài mặc dù tranh đấu nhiều năm như vậy nhưng phi long tướng quân thực lực ta một mực thập phần bội phục lần này đoạt bảo chi tranh, tin tưởng bọn họ cũng đã không có bao nhiêu dư lực rồi, dù nói thế nào, dạ xoa bộ cũng là thiên long đại thế giới một bộ, bị một cái nhân loại nho nhỏ cho khí thành như vậy. Thực là thiên long đại thế giới sĩ nhục. Nói xong lời cuối cùng, kỳ một sắc mặt cũng là cực độ lúng túng. Chư vị ngồi ở đây đều là trầm mặt, đúng vậy, nhằm thường khung một cái kế dụ địch, liền để cho bọn họ tổn thất nhiều như vậy tinh binh cường tướng. Sĩ nhục này, không ai có thể tiếp nhận. Thiên Long đại thế giới cường giả, mà ngay cả tam lưu tiểu thế giới đều không thể giải quyết, nói ra giảng làm cho người ta cười đến rụng răng. Phi Long tướng quân đám người đã thất thế, lấy được hai khối Long tử ngọc bội là giả, bị nhầm thương khung hung hăng đùa bẩn một bả. Nếu như đem chuyện này hồi báo cho giả xoa, chờ đợi Phi Long tướng quân bọn họ chắc chắn là thập phần xui xẻo kết cục. Huống hồ, kỳ mộc trong nội tâm tự nhiên có một lần so đo, còn dư lại ba gã mảnh tướng đều là thượng bộ thiên thần tu vi. Nếu như một mặt bức bách, liều đến cá chết lưới rách, đối với kỳ thiên bộ mà nói cũng là được không bù mất. Chẳng đem để cho chạy, dù sao già xoa bộ đã không tạo nổi sóng gió gì rồi, nói sau, đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt, chẳng khác gì là cùng già xoa bộ triệt để vạch mặt, kết xuống tử thu. Đối với kỳ thiên bộ sự thống trị cũng là bất lợi. Hừ, đừng cho là chúng ta sẽ thừa các ngươi chuyện mảnh long tướng quân mặt lạnh lấy, thập phần cao ngạo mà nói. Ám diệt nhíu mày vừa định cho mảnh long tướng quân một chút giáo huấn, Kỳ mộc nhưng lại liên tục khoát tay, ý bảo cho đi. Tất cả tinh binh lĩnh mệnh nhượng suốt một con đường, lại để cho phi long tướng quân bọn người rời đi. Nhìn xem phi long tướng quân đám người thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, kỳ mộc quay người hàng nói, long dương tướng quân. Lần này tình báo của ngươi công tác làm cũng không phải thập phần lý tưởng nhầm thương khung người này, ngươi điều tra cũng không triệt để lòng dương sắc mặt khẽ thay đổi. Cuối cùng nhưng lại chán nản nói, nhầm thương khung kẻ này, ngược lại thật là làm cho ta sơ sót. Kỳ thật trước đây, lòng dương cũng không phải là không có khâm phục báo thu thập. Đối với nhầm thương khung sự tích, hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy. Bất quá, nhầm thương khung tuổi còn trẻ hơn nữa bất quá chỉ là hạ bộ nhân thần tu vi, cho nên Long Dương cũng không để ở trong lòng long dương cũng có được sự kiêu ngạo của chính mình dựa theo hắn tư tưởng thiên trạch tiểu thế giới bất quá tam lưu tiểu thế giới mà thôi căn bản không phải ba vạn thiết kỷ đối thủ nhầm thương không dù thế nào tài hoa hơn người bất quá cũng chỉ là tam lưu trong tiểu thế giới thiên tài cường giả mà thôi cùng kỳ thiên bộ thực lực căn bản là không có cách chống lại huống hồ long dương cũng dò xét được giả dạ xoa bộ luân phiên đã ăn nhầm thương khung giảm nhiều thiệt thòi lớn nếu có người này cản tay ở già xoa bộ như vậy kỳ thiên bộ sẽ chiếm cứ rất lớn một bộ phận ưu thế nhưng là nhâm thương khung kế dụ địch giống như cảnh tỉnh đưa cho mới vừa tiến vào thiên trạch tiểu thế giới kỳ thiên bộ một phần đại lễ nói cho cùng vẫn là long dương thất trách cho nên hắn cũng không phủ nhận mà là chủ động nhận lầm đồng thời long dương trong nội tâm dĩ nhiên đem nhâm thương khung liệt vào đoạt bảo nhân vật đại địch số một lần này bị tổn thất nặng hắn tuyệt sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Lọc vào nặng như vậy chế, nhất chủ yếu vẫn là sĩ khí trước đa kích, kỳ thiên bộ chỉ có thể xám xịt hướng trở về, lại làm định đoạn. So sánh với già xoa bộ, cái này ba gã thống soái có thực lực mạnh hơn cùng càng thêm chu toàn bố trí năng lực. Đã ăn nhâm thương khung như vậy cái im ỉm thiệt thòi, tất nhiên sẽ không liền nhẹ nhàng như vậy bỏ qua đấy. Cách xa nhau băng tuyết thánh điện vài ngàn dặm bên ngoài đóng băng vùng địa cực lên màu vàng không gian đại môn mở ra, nhằm thương khung cùng tiểu bạch song song đi ra. Lần này xác định địa điểm truyền tống, lựa chọn địa điểm thập phần xảo diệu, tránh được kỳ thiên bộ phạm vi thế lực. Dương mắt nhìn một chút trên bầu trời bay lông ngỗng tuyết rơi nhiều, nhằm thương khung lấy ra lông tử ngọc bội, dựa vào phía trên tinh thần lạc ấn năng lực nhận biết tìm kiếm cuối cùng một khối lông tử ngọc bội hạ xuống. Quả nhiên, băng tuyết thánh điện phía sau núi đại hạp cốc vị trí truyền đến một loạt chấn động, tinh thần lạc ấn cảm giác thập phần mãnh liệt cuối cùng một khối ngọc bội rồi nhầm thương khung mặt lộ vẻ vui mừng quay đầu lại khai báo một tiếng tiểu bạch lần này thăm dò cần phải cẩn thận ứng đối dù sao băng tuyết thánh điện bây giờ là kỳ thiên bộ hang ổ tin tưởng bốn phía nhất định có trọng binh gác đấy đã biết lão đại tiểu bạch gật đầu nói nếu không có thần ẩn thuật một ngày chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất chúng ta cũng không cần như thế tốn công tốn sức Nhầm Thương khung cùng Tiểu Bạch lặng lẽ tìm phục tại trong đống tuyết rất nhanh đi về phía trước. Ngoại trừ phân ra thần thức thời khắc thăm dò bên ngoài, Nhầm Thương khung còn nghĩ mấy tôn Lưu Kim Khôi lỗi thả ra ngoài. Dựa vào khả năng đủ chui vào thổ địa đặc tính, ẩn xuống dưới đất tiến hành đề phòng. Rốt cục, đang ép gần băng tuyết thánh điện phía sau núi không đến 20 dặm đường thời điểm, Lưu Kim Khôi lỗi bỗng nhiên phát ra báo động trước, cảm ứng được tu sĩ khí tức. Căn cứ lưu kim khôi lỗi dò xét, bọn này tuần tra tu sĩ tổng cộng có bảy người, trong đó bốn gã đại đạo hậu kỳ, ba gã thần đạo cảnh giới. Đợi một chút, lão đại. Tiểu bạch bỗng nhiên truyền âm nói, trên bầu trời còn có người. Nhầm thương khung dơ lên mắt nhìn đi, trên bầu trời giờ phút này đang lẫn quẩn mấy cái sau lưng mọc ra hai cánh nhân loại tu sĩ. Bởi vì cách mặt đất rất cao, cho nên không tỉ mỉ tâm quan sát còn tưởng là mấy cái điệu ở trên trời xoay quanh đây chính là phong thần quân đoàn cái kia bày tính cơ động cực mạnh tinh binh nương tựa theo tầm mắt động đích đặc điểm dùng để báo động trước lại không quá thích hợp rồi nếu như giải quyết trên mặt đất tu sĩ có thể nói cũng không cần hao phí bao nhiêu công phu chỉ là bầu trời kia trước phong thần quân đoàn tu sĩ nhìn ra năng lực thật tốt nếu như phát hiện tình huống không đúng lộn trở lại báo động trước vậy thì thật to không ổn trầm ngâm một lát nhầm thương khung liền lập tức nghĩ tới một cái biện pháp có khả năng đem chút ít tuần tra người này một mẻ hốt gọn. Tiểu Bạch, ngươi theo phương bắc cắt vào, lách qua những người này thần thức nhìn quét phạm vi, nhầm thương khung đối với Tiểu Bạch truyền âm, giải thích cặn kẽ rồi an bài như thế nào. Được rồi, lão đại, Tiểu Bạch nằm hiểu, giảm thấp xuống thân thể tại băng tuyết trong bông tẩu. Vì không để cho mình màu vàng thân hình quá mức rõ ràng, nó cố ý dùng băng tuyết đem toàn thân mình đều bao trùm đã thành màu trắng, ngụy trang mà nhâm thương khung bên này lại đã bắt đầu động thủ. Vốn là trắng phao phao trên mặt tuyết, bỗng nhiên duỗi ra tứ sông cánh tay màu vàng ống. Trực tiếp đem bốn gã đại đạo hậu kỳ cảnh giới tuần tra tinh binh mắt cá chân cho bắt được, sau đó đột nhiên xé ra, trực tiếp túng xuống đất. Biến cố bất thình lình, trực tiếp đem ba người còn lại sợ ngay người. Một tên trong đó hạ bộ nhân thần thần đạo tinh binh phản ứng càng rất nhanh, quát khẽ, người đến người phương nào gió lạnh lăng lệ ác liệt nức nở nghẹn ngào địa thổi qua, bốn phía nơi đó có người bóng dáng. Một bên có mặt khác cái thần đào nhỏ giọng hỏi, lão tam, ngươi nói bốn người bọn họ có phải hay không đã dẫm vào lỗ thủng mắt, rớt vào. Được xưng là lão tam cái kia người nhướng mày. Thập phần khẳng định nói, tuyệt không khả năng, bởi vì ta thần niệm đã cảm giác không tới sự hiện hữu của bọn hắn. Còn lại hai người nhất thời trong nội tâm rùng mình, nếu như thần niệm cảm giác không đến bốn người khí tức, vậy chỉ có một khả năng, bốn người này đều chết hết. Thân là đại đạo hậu kỳ cường giả, chớ nói lọt vào trong kẻ nước băng tuyết, coi như là tiến vào trong biển lửa, đều khó có khả năng như vậy đơn giản chết đi. Như thế nói đến, nơi này nhất định có người mai phục công kích. Lúc này thời điểm, trên bầu trời đang tại phi hành phong thần quân đoàn bốn gã tinh binh cũng phát hiện dưới đáy tình huống lập tức đem phi hành độ cao thấp xuống một điểm một người trong đó lớn tiếng hỏi lão tam đến cùng đã xảy ra chuyện gì tên kia là lão tam thần đạo đem bốn gã đại đạo tinh binh ly kỳ mất tích sự tình nói ra về sau hỏi các ngươi có phát hiện hay không là người phương nào ra tay không có chúng ta ở phía trên nhìn rất rõ ràng không người ra tay phong thần quân đoàn trong bốn người tiểu đội trưởng khẳng định nói thật đúng là kỳ quái không ai ra tay này bốn người bọn họ rốt cuộc là như thế nào biến mất." Tên là lão Tam thần đạo thầm nói. Rồi đột nhiên, một hồi không khỏi cảm giác áp bách truyền đến. Mọi người có loại dự cảm bất tường. Nhầm Thương khung thân ảnh của cứ như vậy đột ngột ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Để niệm chém. Triển lộ thân hình sau đó, Nhầm Thương khung hai mắt nhanh chóng đóng mở, đến đạo quang mang màu vàng rồi đột nhiên bắn ra vô cùng thần niệm oai tinh chuẩn mà tàn nhẫn địa chém tới trước mặt mấy người. a à, một tên trong đó thần đạo liền phản ứng đều không có làm ra, trực tiếp bị đế niệm chém chết giết. Mà hai gã khác thần đạo xem như phản ứng cực nhanh, thúc đẩy sinh trưởng thần lực chi thuẫn hộ thân, muốn ngăn cản được loại này quỷ dị công kích. Bất quá, cái này đế niệm trảm trải qua nhâm thương khung vô số lần rèn luyện, đã là một môn cực mạnh sát chiêu, vượt qua xa mấy người kia sợ có thể chống đỡ đấy ba còn dư lại hai gã thần đạo, một người là cánh tay bị chém đứt, mà một người khác thì là bắp chân bị xanh xanh lột bỏ. Nhầm thương khung bắn ra để niệm trảm sau đó, trong tay thiên la thần kiếm giống như là cánh hoa đồng dạng tràn ra, này hai gã thần đạo bị thiên la thần kiếm quấy thành thịt nát, nguyên thần trực tiếp bị quấy thành mảnh vỡ. Trên mặt đất tựa hồ nở rộ lấy một đóa hoa mỹ đóa hoa màu đỏ, tại tuyết trắng mênh mang trong trời đất thoạt nhìn là như vậy chói mắt mắt thấy bất thình lình chi nhân, lập tức liền chém giết ba gã thần đạo, mấy cái phong thần quân đoàn tinh binh biết rõ mình tuyệt không phải địch thủ, cua cánh chim liền muốn chạy trốn. Cái này một hai cánh, chính là là bọn hắn chạy trốn có lợi nhất thủ đoạn, tại phương diện tốc độ chiếm cứ lấy cực lớn ưu thế. Bất quá, nhầm thương khung lại là mỉm cười, sau lưng cũng sinh ra một đôi màu vàng hai cánh. Cái này một đôi màu vàng hai cánh gần như trong suốt, lóng lánh mảnh liệt màu vàng chấn động, so về phong thần quân đoàn tu luyện ra được hai cánh không biết cao quý cùng tinh khiết rồi gấp bao nhiêu lần. Chương 848, Lãnh Thúy Hồ Bá, nhầm thương khung thúc đẩy sinh trưởng thần quan chi dực, cả người giống như là một đạo kim sắc lưu tinh giận bắn đi ra. Hắn truy cản kịp phản ứng chậm nhất một cái phong thần quân đoàn tinh binh, trong tay thiên la thần kiếm giống như là tử thần chi nhận giống như đâm ra. Từng ực đầu của đối phương trực tiếp bị đâm bay ra ngoài, về sau nhâm thương khung thủ đoạn nhẹ nhàng khẽ động, thiên la thần kiếm bắn ra ánh kiếm màu vàng ống, trực tiếp đem tên tinh binh thân hình cùng nguyên thần diệt sát. Này ba gã phong thần quân đoàn chứng kiến đồng bạn đầu bay đến phía trước. Bị hù hồn phi phách tán, mà ngay cả quay đầu lại cũng không dám hồi trở lại hạ xuống, chỉ có thể liều mạng địa đào tẩu. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là trở lại băng tuyết thánh điện, đem tình báo đưa về, tựu cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Thế nhưng mà, tình huống không hề giống bọn hắn tưởng tượng như vậy đi phát triển một đạo quan mang màu vàng, lấy làm cho người xà thiệt tốc độ nhanh nhanh chóng tiếp cận ba người này. Nhâm Thương khung sắc mặt lạnh lùng, giống như là một tra sắc kẻ săn thú, trầm ổn mà lại tỉnh táo tiến hành săn bắn. Mắt thấy Nhâm Thương khung sau lưng vậy đối với cánh chim màu vàng tốc độ vượt xa mình tới gần nhâm thương khung gần đây tên tu sĩ kia bỗng nhiên quyết tâm liều mạng, lớn tiếng nói, các ngươi nhanh chóng chạy về băng tuyết thánh điện báo cáo tình huống, để ta ở lại cản hắn. Dứt lời, người nọ vậy mà lộn trở lại đầu, đẩy ra một trưởng thần lực hung hăng vọt tới nhâm thương khung. Chứng kiến này màu đỏ hào quang trưởng ảnh đánh úp lại, nhâm thương khung hừ lạnh một tiếng, tương tự cũng đẩy ra một trưởng. Màu vàng cửu dương đại thủ ấn, mang theo nghiền ép hết thảy đế uy, ầm ầm đụng tới. Cửu Dương Đại Thủ Ấn chừng núi cao lớn như vậy. So sánh cùng nhau, tên kia thần đạo thần lực trưởng ảnh quả thực không đáng giá được nhắc tới. Trực tiếp bị cắn nuốt hết. Âm âm, tên kia thần đạo tinh binh bị xông tới mặt Cửu Dương Đại Thủ Ấn cho vỗ tới, nhất thời liền chia năm sẻ bảy, nguyên thần trực tiếp hóa thành hạo quang tiêu tán, mà ngay cả một điểm cặn đều không có để lại. Huy động thần quan chi dực, nhằm thường khung lần nữa truy kích, nương tựa theo thần quan chi dực phương diện tốc độ ưu thế, rất nhanh liền lần nữa gần hơn khoảng cách của song phương. Chia nhau qua. Một tên trong đó tinh binh lớn tiếng kêu lên, trực tiếp trên không trung cải biến hướng bay. Một người khác một khắc cũng không hề dừng lại, thúc đẩy sinh trưởng cực hạn tốc độ hướng băng tuyết thánh điện phương hướng bay đi. Cái này đã coi như là bọn hắn hy vọng duy nhất, nếu có một người có thể đem tin tức mang về băng tuyết thánh điện, như vậy bọn họ hy sinh liền là đáng giá. Hai người bọn họ bây giờ tình trạng giống như đang cùng tử thần thi chạy. Nhâm Thương Khung ánh mắt phát lạnh, bay thẳng đến tên kia chuyển di phương hướng người đuổi theo, thần quan chi dực ưu thế, truy cản kịp đối phương cũng không phí bao nhiêu lực khí. Người nọ mắt thấy tốc độ không thể đem Nhâm Thương Khung thoát khỏi, ngược lại là trên không trung một cái chiếc khấu mạnh mà hướng Nhâm Thương Khung đánh tới. Hắn trên mặt mang lạnh lạnh dáng tươi cười cùng chết đi bay tới trên đường người này tinh binh toàn thân bỗng nhiên toát ra một đoàn thần quang hỏa diễm hơn nữa theo tốc độ phi hành nhanh hơn hỏa diễm thiêu đốt cũng càng phát ra kịch liệt nhầm thương khung chứng kiến đối phương phần bụng giống như là bóng cao su giống như phồng lên lập tức đoán được đối phương là muốn dùng nguyên thần câu diệt tự tổn phương thức cùng mình đến cái ngọc thạch câu phần đổi lại là thông thường thần đạo cũng sẽ kiên kỵ loại này tự tổn thần thuật bởi vì sao chịu được so thần đạo đem hết toàn lực một kích hơi không cẩn thận nguyên thần của mình có khả năng cũng bị chấn nát nhưng là nhầm thương khung lại không sợ hãi chút nào trong tay thiên la thần kiếm quét ngang vô tận sao mảnh như ngân hà đổi chiều giống như phố rơi xuống dưới đó là bên trong thần kiếm phong ấn tinh thần chi lực bá tên kia tinh binh còn không tới kịp hoàn toàn tự bạo liền bị cái này tính áp đảo lực lượng triệt để đuổi giết nhầm thương khung không chút do dự tiếp tục truy kích tên còn lại. bất quá, bởi vì này ngắn mũi liên lụy, nhầm thương khung cùng một tên sau cùng tinh binh khoảng cách đã kéo xa hơn một chút, vượt qua xa nhất thời nửa khắc là có thể đuổi kịp đấy. còn dư lại tên kia tinh binh có nắm chắc tại nhầm thương khung đuổi đến mình phía trước, tiến vào băng tuyết thánh điện phạm vi thế lực, nơi đó có mình không ít huynh đệ, nếu như nhầm thương khung tùy tiện truy kích chỉ biết lâm vào khốn cảnh, bị hợp nhau tấn công, nào có thể đoán được? Nhâm Thương khung quyết đoán buông tha cho truy kích, trực tiếp lơ lửng giữa không trung, khóe miệng lộ ra một cái cực có thâm ý mỉm cười. Tên kia Tinh binh đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến phi hành, Băng Tuyết Thánh điện tự hồ đã trở thành hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Tới gần, càng gần tên kia Tinh binh còn quay đầu nhìn về phía Nhâm Thương khung, làm cái khiêu khích tư thế. Chỉ cần mình đem tin tức mang về, người này chắc chắn phải chết. Rồi đột nhiên phía trước trong hư không trực tiếp nhảy ra một thân ảnh đó là một cái cực lớn chim thú toàn thân lóng lánh kim sáng sáng hào quang theo ngũ đông ở ẩn trong nhảy ra tiểu bạch hai cánh lẫn nhau giao thoa một đạo đáng sợ cánh nhận hoành trảm mà đến lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đem còn dư lại tên kia tinh binh đầu xanh xanh lột bỏ một nửa sau đó tiểu bạch một cước giẫm nát tên kia tinh binh khí hải vị trí móng vuốt sắc bén đột nhiên lôi kéo trực tiếp móc ra đối phương khí hải nuốt chửng lên thoải mái lão đại thật sự sảng khoái ha ha tiểu bạch cùng nhâm thương khung tụ hợp thời điểm còn đánh lấy ở một cái thần đạo cảnh giới tu sĩ khí hải cùng nguyên thần đối với nó đến nói là hiếm có thuốc bổ nhẹ nhõm giải quyết vòng ngoài bọn này lính tuần tra sĩ sau đó nhâm thương khung căn cứ cẩn thận là hơn nguyên tắc lợi dụng tuyết trắng mênh mang đem hài cốt che giấu đại địa như trước trắng lóa như tuyết, ai cũng nhìn không ra tại đây đã từng có đánh nhau cùng giết chóc dấu vết. Thiếu đi bọn này tuần tra tinh binh ngăn cản, nhầm thương khung cùng tiểu bạch lần nữa ra đi, nhanh chóng chạy tới phía sau núi băng tuyết thánh điện phía sau núi vị trí. Nơi này là một chỗ thiên nhiên đại hạp cốc, bởi vì băng tuyết bao trùm, cho nên tạo thành hết sức kỳ lạ hình dạng mặt đất cảnh quan. Băng cây, băng thạch, băng hoa, băng nhàm phản phất nơi này hết thảy đều là băng tuyết đúc thành mà thành dựa theo Long tử ngọc bội trước tinh thần lạc ấn cảm giác, nhầm thương khung cùng tiểu bạch một mực hẹp hòi trong hạp cốc xuyên qua. Dọc theo đường căn bản không thấy được một người, tại đây thật sự quá hoang vu rồi, hơn nữa, từ hồ qua đến nơi đây, giá này lạnh trình độ càng ngày càng mãnh liệt, mà ngay cả nhâm thương khung cùng tiểu bạch loại tu vi này. Cũng có thể cảm giác được này xông tới mặt phong, giống như là dao găm đồng dạng cạo tại trên thân thể, thấu xương địa rét lạnh đi ước chừng có cách xa 30 dặm, đã tiến nhập khe sâu nội địa mà lúc này đây, nhầm thương khung trước mặt tầm mắt cũng trống trải, nhưng là trên người cái loại này rất lạnh cảm giác nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt. Đúng đấy ở chỗ này. Nhầm thương khung cảm giác được tám khối long tử ngọc bội trước tinh thần lạc ấn cảm giác lực càng ngày càng mạnh. Tựa hồ có một cổ vô hình lực đạo tại dính dấp hắn đi về phía trước. Tại nhâm thương khung cùng tiểu bạch trước mặt. Có một hồ nước khổng lồ. Bất quá, cái hồ này đã không có nước gần lưu động, bây giờ là không hơn không kém hồ băng. Hồ băng cơ hồ thanh tịnh thấy đấy, tầng băng phản phất mặt kính đồng dạng trơn nhẵn, phản chiếu lấy trên bầu trời hôi mông mông duyên vân. Nhìn về phía trên giống như là khảm nạm tại khe sâu đấy cốc một khối bùi thúy. Lão đại, ngươi thật xác định ở phụ cận đây? Tiểu Bạch Tả Hữu cao thấp nhìn một chút, tại đây một không có sơn động, hai không có người nào nên như thế nào tìm Long Tử Ngọc Bội hạ xuống? Nếu như ta không có đoán sai, Long Tử Ngọc Bội nên tại đây đáy hồ. Nhầm thương khung quan sát một lát, sau đó phỏng đoán đạo, bởi vì ta có thể căn cứ mặt khác tám khối ngọc bội trước tinh thần lạc ấn, cảm giác được cụ thể phương vị. Tại đáy hồ. Tiểu Bạch thoáng cái ngây ngẩn cả người, hồ này mặt kết thành băng rồi, sao có thể tìm ra khối ngọc bội kia đến? Nhầm thương khung cũng không nói chuyện, ở đằng kia hồ băng bốn phía đi vòng vo hạ xuống chọc phát hiện một khối bị băng tuyết chôn tấm bia đá trên tấm bia đá băng tuyết xóa đi lộ ra lãnh thúy hồ ba cái mày đỏ tươi chữ to cái này ba chữ to thoang thoắt nhìn về phía trên lộ ra tiêu sái không bị trói buộc nguyên lai hồ này gọi là lãnh thúy hồ cũng là hợp với tình hình xem ra tồn tại không thiếu niên đầu nhầm thương khung gật đầu nói tiểu bạch kế sách hiện thời chỉ có thể dùng thần lực phá vỡ cái này tầng băng rồi tiểu bạch nghe được nhâm thương khung muốn thi pháp vội vàng xa xa đứng ở một bên để tránh bị bất hủ đế khí oai ảnh hướng đến nhâm thương khung đứng ở bên hồ vị trí triệu tập cả người bất hủ đế khí bỗng nhiên hóa thành một cái thạc đại cửu dương đại thủ ấn hung hăng ấn xuống dưới cái này màu vàng cửu dương đại thủ ấn thực có không kém gì thượng bộ lực lượng của thiên thần ẩn chứa trong đó nhâm thương khung lĩnh ngộ thần đạo áo nghĩa quy lực cực lớn, muốn phá vỡ tầng băng, tự nhiên không khó. Nào có thể đoán được, này cửu dương đại thủ ấn chưa tới gần tầng băng, bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Đúng vậy. Lãnh thúy hồ mặt kính vậy trên tầng băng mà ngay cả dấu vết đều cũng không lưu lại, cửu dương đại thủ ấn lực lượng giống như hư không tiêu thất rồi bình thường nhâm thương khung trong lòng cảm giác nặng nề, không ngừng đánh ra cửu dương đại thủ ấn, lại vẫn là đồng dạng kết quả bất hủ đế hóa khí vì cái gì thần lực, chưa đánh tới trên tận băng. Liền quỷ dị như vậy biến mất. Bực này tình hình, quả thực mới nghe lần đầu, thực là kỳ cũng trách tai. Lão đại, để cho ta đến thử xem. Tiểu Bạch chủ động xin đi giết giặc nói, chứng kiến Tiểu Bạch kích động, nhầm thương khung mỉm cười, được rồi, vậy hãy để cho ngươi thử xem. Tiểu Bạch đứng ở cùng nhâm thương khung vậy vị trí, hai cánh giao nhau, đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc quan nhận đây là thường cổ thần thú khủng bố một kích, vừa rồi chỉ bằng này kỹ chém giết một gã thần đạo, quy lực tất nhiên là không tầm thường. Bất quá, tiểu bạch hai cánh chi nhận đánh tới. Cùng nhâm thương khung cửu dương đại thủ ấn không có sai biệt, chưa tác dụng đến tầng băng phía trên, liền tự dưng biến mất. Tiểu bạch cảm thấy bị vô cùng nhục nhã, lòng tự trọng quấy phá dưới, không ngừng ra tay, thi triển các loại đáng sợ thường cổ thần thú truyền thừa thú kỹ những truyền thừa khác thần thú kỹ năng uy lực, chém giết trung bộ chân thần thần đạo tuyệt không nói chơi, nhưng là lại cứ không thể đối với hồ băng mặt hồ tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Hồ này mặt, tự hồ có một loại thôn phệ thần lực năng lực. Sau đó, nhầm thương khung cùng tiểu bạch cơ hồ đem tất cả loại phương thức đều đã dùng hết. Đều vô kế khả thi. Vẫn là tiết kiệm điểm thần lực đi, đoán chừng cái này trên tầng băng bao trùm có thần bí cấm chế, có thể hóa giải hết thảy thần lực nhầm thương khung khẽ cau mày, suy đoán nói. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như thần lực bị đóng cửa, chúng ta dựa vào cái gì đến mở ra cái này tầng băng? Dựa theo nơi này lạnh vô cùng nhiệt độ, đoán chừng lãnh thúy hồ chỉ sợ tầng băng kết liễu khoảng chừng hơn 10 trường sâu như vậy. Tiểu bạch áo não nói, cũng không biết khối này long tử ngọc bội tại sao phải ẩn giấu ở nơi như thế này. Tiểu bạch đích thoại ngữ chỉ điểm rồi nhâm thương khung mặt khác tám khối long tử ngọc bội đều bị loại người cùng yêu tộc vốn có. Nhưng là duy độc cuối cùng này một khối, cũng tại lãnh thúy hồ đáy hồ, cái này vốn là thập phần kỳ quặc. Bất quá có thể khẳng định là, khối này long tử ngọc bội nhất định là bị người cố ý giấu ở chỗ này đấy, nếu không cũng sẽ không có loại này hóa giải thần lực huyền ảo cấm chế. Có thể bố trí ra loại cấm chế này, tu vi của người này rất là không tầm thường, cơ hồ đạt đến nghịch thiên tình trạng. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Bạch có chút vô kế khả thi cảm giác vô lực. Nhầm thương khung lại trực tiếp lấy ra thiên la thần kiếm. Cười đắc ý nói, nếu đã đến, không thể tay không mà về. Còn thất thần làm gì, đào quá. Chương 849, đột sinh vấn đề. Thiên la thần kiếm, chính là dùng không gian vị diện trong cấp cao nhất tài liệu đánh chế mà thành sắc bén kinh người vô kiên bất tồi mặc dù dùng thiên la thần kiếm bực này cao cấp thần khí đến đào mặt băng rất có điểm giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác nhưng là nhầm thương khung bây giờ căn bản không có vừa tay đào móc công cụ cũng chỉ có thể sử dụng mình nhất thuận buồm xuôi gió vũ khí bất quá cũng may lấy thiên la thần kiếm trình độ sắc bén Đào móc có thể làm chơi ăn thật nhầm thương khung cửu chuyển kim thân tăng thêm tiểu bạch thượng cổ thần thú thân thể. Đều là thập phần thân thể cường hãn tồn tại. Mặc dù tầng băng thập phần cứng rắn, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không phải vấn đề quá lớn. Nếu không cách nào khiến cho dùng thần lực, này tiểu bạch dứt khoát sử dụng mình sắc bén hai cánh không ngừng nước đá bào, vậy mà không thể so với nhâm thương khung tốc độ chậm. Chờ đến bọn hắn đào được 30 mét sâu thời điểm, sắc trời đã tối. Ánh trăng lặng lẽ leo lên, bốn phía tuyết động phản xạ nguyệt quang, đem tại đây chiếu rọi giống như ban ngày đồng dạng. Hiện tại băng phong tuyệt địa nhiệt độ đột nhiên hạ xuống một mức độ khủng bố. Nếu như không có tu vi phạm nhân ở chỗ này đoán chừng trực tiếp sẽ đông thành tượng băng. Nhưng là, nhầm thương khung cùng tiểu bạch đang tại ra sức đào móc, cảm giác không thấy bất luận cái gì một hơi khí lạnh. Nhanh đã tới rồi, lại thêm chút sức nhầm thương không có thể cảm giác này tinh thần lạc ấn càng ngày càng mãnh liệt đã thập phần tiếp cận cuối cùng một khối long tử ngọc bội rồi bọn hắn đào móc ra hình tròn huyệt động nhìn về phía trên giống như là miệng giếng không gian lớn nhỏ gần kề dung nạp hai người đứng thẳng còn những cái kia đục mở đích vụn băng tắt thì do tiểu bạch phụ trách chuyên chở ra ngoài mặc dù đã bị cấm chế ảnh hưởng không thể sử dụng thần lực nhưng là Nhầm Thương khung nhưng có thể không ngừng vận chuyển Bất Hủ Đế Khí tu phục cửu chuyển kim thân sức mạnh thân thể, cho nên cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Đào sâu rồi chừng 30 thước, Long Tử Ngọc bội cách càng ngày càng gần, nhưng là Nhầm Thương khung lại dần dần có loại dự cảm bất tường. Loại cảm giác này thập phần vi diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được, bất quá theo trong ốc tư sinh sau khi đi ra, liền liền lái đi không được rồi, bởi vì tu luyện thần khống thuật, nguyên nhân Nhầm Thương khung thần niệm viễn siêu bình thường tu sĩ. Thần thức tự nhiên tương đương nhạy cảm, loại trực giác này đã vô số lần lại để cho hắn sớm cảm giác nguy hiểm, tại trước quỷ môn quan dừng bước. Bất quá, tình huống lần này nhưng có chút đặc thù. Dù sao, không có người bên ngoài cùng mình tranh đoạt cuối cùng một khối Long tử ngọc bội. Cho nên nói, Nhầm Thương khung không biết loại này dự cảm bất tường đến cùng đến từ nơi nào. Tiểu Bạch, ta có loại điềm xấu cảm giác vẫn là cẩn thận một chút là hơn nhâm thương khung nhắc nhở tiểu bạch nhẹ gật đầu thân là thượng cổ thần thú huyết thống nó cùng nhâm thương khung có đồng dạng cảm giác bén nhạy cái chỗ này nhìn như yên tĩnh nhưng lại có loại khó nói lên lời ám lưu dũng động làm cho người ta không thể không đề phòng răng rắc khi nhâm thương khung một kiếm đào xuống dưới sau đó hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước mấy đạo vết trạng theo nhâm thương khung mũi kiếm băng cứng hướng sung lan tràn ra, giống như là đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Vết trạng càng nhiều càng nhiều, càng ngày càng thô, không ngừng tại bằng phẳng mặt băng tầng dưới chót chạy, nhìn về phía trên tự như có vô số đầu linh xà trong nước múa, tầng trên khối băng cũng không chịu ảnh hưởng. Vết trạng lan tràn ở này tầng dưới chót mặt băng triển khai. Tạch 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 vết nước càng ngày càng lớn, đến cuối cùng trực tiếp bao trùm lên bần tiện có tất cả băng cứng, từng khối vô cùng nhỏ bé nhìn về phía trên giống như là một cái đã hoàn toàn đánh nát mặt kính còn kém một điểm cuối cùng điểm chèo chống lực lượng lúc nào cũng có thể nứt vỡ đối mặt bất thình lình tràn cảnh nhầm thương khung cùng tiểu bạch đều không tự chủ được đề phòng rồi lên theo lý thuyết nơi này khối băng thập phần cứng rắn căn bản không có khả năng bởi vì một kiếm liền đem đáy hồ tầng băng đánh nát nơi này cách mặt hồ khoảng chừng ba mươi mấy thước khoảng cách tiếng gió cực kỳ hắn hết thảy thanh âm đều rất khó nghe gặp. Tại như vậy bịt kín trong không gian, nhầm thương khung chỉ có thể nghe được mình và tiểu bạch tiếng tim đập. Hào khí, áp lực và quỷ dị. Nhầm thương khung cùng tiểu bạch đã làm tốt rồi ý định, nếu như tình huống không đúng sức lực, liền lập tức ly khai nơi này, hết thảy cẩn thận là hơn. Rồi đột nhiên, âm âm này suốt một tầng tầng băng toàn bộ nước vỡ, sập lúng xuống dưới nhầm thương khung chỉ cảm giác lòng bàn chân hết sạch, cả người bị một cổ quái lực đang không ngừng lôi kéo hướng phía dưới. Hắn muốn bay lên trên, lại phát hiện tại đây bị cấm chế lại rồi, không cách nào thi triển thần lực. Liên tục dùng thiên la thần kiếm hư không liền trác mấy lần, nhầm thương khung bị ai phát hiện, bốn phía căn bản không có khả năng mượn lực băng bích, nói như vậy. Nhầm thương khung hiện tại rơi vào một mảnh tương đối rộng lớn không gian, giống như là rớt xuống rồi vách núi, không ngừng trầm xuống. Nhâm thương không muốn thúc đẩy sinh trưởng thần quan chi dực bỏ chạy cũng không có cách nào, bởi vì thần quan chi dực vẫn là do thần lực biến ảo mà thành, cho nên căn bản là không có cách thi triển. Làm sao bây giờ? Cái này dưới vực sâu mặt đến cùng là địa phương nào? Vẫn luôn trầm ổn chắc chắc nhâm thương khung lúc này đây trong lòng cũng không chắc rồi, đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, thật sự làm cho người ta không có thời gian phản ứng. Đúng lúc này, nhâm thương khung cảm giác được chân của mình đế chật nhẹ, tự hồ hạ xuống tốc độ có chỗ chậm lại. Hắn nhìn xuống dưới, nguyên lai là tiểu bạch kịp thời nâng rồi mình. Cùng nhâm thương khung lấy thần lực ngưng tụ thành thần quan chi dực bất đồng, tiểu bạch cái này một đôi cánh thế nhưng mà thật đã thật, có thể không tá trợ thần lực cũng có năng lực phi hành. Lão đại, tại đây giống như cùng loại hư không vô tận, có lẽ căn bản chính là thần lực mở đi ra ngoài không gian. Tiểu bạch nhìn thoáng qua bốn phía, nhỏ giọng nói sở dĩ nói là cùng loại, là vì hư không vô tận bên trong, hết thảy đều là biệt kín đít chân không, thành âm khuyết thiếu môi giới là căn bản là không có cách truyền lại đấy, chỉ có thần niệm mới có thể tiến hành trao đổi. Nhưng là, cái này vượt sâu cho cảm giác của con người là vô tận, hắc ám cùng tuyệt vọng, cùng hư không vô tận không sai biệt lắm. Nhầm thương khung ổn định tâm thần, khôi phục tiết hận thông dông, cao mày hướng bốn phía nhìn sang. Hắc, làm cho người ta hít thở không thông hắc, phản phất tất cả quan sáng đều biến mất đồng dạng. Cũng may tiểu bạch cả người màu vàng yêu máu cùng bản thân huyết khí lẫn nhau làm nổi bật, mới miễn cưỡng soi sáng ra một chút xíu ánh sáng. Cuối cùng này một khối lông tử ngọc bội khí tức đã thập phần mãnh liệt, nhưng là nhâm thương khung lại tìm kiếm không được lông tử ngọc bội đích thực thực vị trí ở đâu. Đó là cái gì? Nhâm thương khung bỗng nhiên chân mày cau lại. Vốn là đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối, rồi đột nhiên xuất hiện vô số điểm sáng màu xanh lam. Những cái. Khi điểm sáng màu xanh lam từ xa mà đến gần, càng lúc càng lớn. Không được, lão đại đây là cắn thần băng trùng, không gian vị diện trong một loại càng hung hiểm độc trùng, chỉ có thể ở lạnh như băng u hàng địa phương sinh tồn. Tiểu bạch giọng của tương đương khẩn trương, loại này cắn thần băng trùng bản thân đơn thể công kích cũng không cao lắm. Nhưng là tụ tập tại một khối sau đó, sẽ sinh ra một loại đáng sợ mê hồn thanh âm, đối với thần thức có phi thường đáng sợ sự ăn mòn. Nếu như bị cắn thần băng trùng chui vào trong cơ thể sau đó, liền sẽ từ từ sơi tái nguyên thần, lấy thân thể là ấp trứng đất ấm. Về sau ngàn vạn ấu trùng sẽ phá thể mà ra. Nghe được tiểu bạch như thế miêu tả loại độc chất này trùng, nhầm thương khung cũng là tê cả da đầu, không thể tưởng được còn có đáng sợ như vậy độc vật tồn tại. Thử nghĩ một hồi, đang êm đẹp thân thể bỗng nhiên có ngàn vạn chỉ đáng sợ như vậy độc trùng phá xuất, này là bực nào chán ghét sự tình. Đám kia rậm rạp chằng chịt cắn thần băng trùng đã càng ngày càng gần, giống như là châu chấu bầy vận chuyển qua đồng dạng, cánh chấn động phát ra ông ông tiếng vang. Nhầm thương khung đã thấy rõ ràng những này băng trùng cụ thể hình thái. Đó là cùng loại với giáp sát trùng vậy côn trùng, bất quá quanh thân toàn thân là ống ánh màu xanh da trời, giống như là dùng băng tuyết điêu khắc thông thường trong suốt, có thể tin tường nhìn rõ ràng ngũ tạng lục phủ bộ dáng. Những này cắn thần băng trùng có thật dài mỏ, phải là tiểu bạch nói dùng để hút nguyên thần công cụ. Bọn nó sau lưng mọc lên thật mỏng cánh, vũ động lên đến phát ra ông ông tiếng vang. Lão đại, loại độc chất này trùng đối với thần thức khứu giác tương đương mẫn cảm, đoán chừng rất nhanh sẽ ngửi được chúng ta tồn tại địa phương. Tiểu Bạch lo lắng nói, không thể tưởng được thiên trạch tiểu thế giới vậy mà sẽ cất ở đây loại hung hiểm đồ vật ta nhớ được, giống như đế hào tiền bối đã đem loại độc chất này trùng diệt sát hầu như không còn, vì sao ở chỗ này còn có còn sót lại. Nhầm thương khung tâm chìm vào rồi đáy cốc, đến bây giờ mới hiểu được, đây hết thảy đều là một ván cục, mà hắn bị lừa được. Mặt khác tám khối ngọc bội đều đang thiên trạch tiểu thế giới nhân loại hoặc như trong tay của yêu tộc, nhưng cuối cùng một khối ngọc bội lại cứ hoàn toàn tại băng tuyết thánh điện phía sau núi vị trí. Căn cứ nhâm thương không quan sát, đây nhất định là có người cố ý mà thôi. Lãnh Thúy Hồ trước hạn chế thần lực cấm chế. Chỉ có thể động dụng bản thân thể lực tiến hành khai mở đào. Đấy hồ điểm tới hạn, lại là một cái không gian khác, nơi này lạnh vô cùng nhiệt độ, thích hợp cắn thần băng trùng sinh trưởng nhiều hết thảy, xây tại một khối, lại để cho nhâm thương khung đã minh bạch đây là một cái đã sớm bố trí xong cái bẫy. Rốt cuộc là ai bày cục này đâu này? Nhầm thương khung suy đi nghĩ lại, cuối cùng được đã đến một đáp án, đa bảo Long Vương. Có như thế xảo diệu an bài cùng tính toán, trừ phi đa bảo Long Vương, những người khác tuyệt không khả năng lớn như vậy phí trắc trở đem Long Tử Ngọc Bội tìm thiết trí nhiều như vậy cửa khẩu. Hơn nữa này hạn chế thần lực thi triển cấm, trừ phi chính xác thần vương trở lên nhân vật tự mình làm, nếu không căn bản là không có cách khống chế được nhầm thương khung thần lực. Đa bảo Long Vương bảo tàng là thần vương đạo thống truyền thừa, cả đời vật quý giá nhất cho nên bày cục này cũng là vì khảo hạch đến đây tìm bảo tàng người có hay không có tư cách gom góp chính khối long tử ngọc bội mở ra bảo tàng chi môn đa bảo long vương xếp đặt thiết kế là xảo dịu rồi nhưng nhầm thương khung nhưng lại đã ăn đau khổ lớn rậm rạp chằng chịt cắn thần băng trùng đã hướng nhầm thương khung cùng tiểu bạch thẳng đánh tới rõ ràng như thế bọn hắn đã nhìn trộm đã đến thần niệm khí tức giống như là cá mập ngửi được mùi máu tanh toàn bộ như ông vỡ tổ địa chạy đến. Ngàn vạn cắn thần băng trùng cánh chấn động, mang theo tiếng ông ông tiếng vang, lại để cho người tê cả da đầu. Tại đây thần lực bị cấm chế, mà cắn thần băng trùng số lượng cũng là làm cho người xà thiệt, chỉ là bị vây công, tuyệt đối chết không có chỗ chôn, nhầm thương khung tình huống của bọn hắn có thể nói là tràn đầy nguy cơ. Chạy mau! Tiểu Bạch mang theo nhâm thương khung phóng lên trời, muốn theo dựa vào tốc độ trước ưu thế đột xuất vòng vây nào có thể đoán được, những này cắn thần băng trùng vậy mà cũng có linh thức, tự hồ khám phá tiểu bạch ý định. Một đoàn độc vật chia làm phần tứ cái tiểu đội, thập phần nhanh chóng hướng nhâm thương khung hợp vây quanh. Ô, 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 n, d, này cánh chấn động tiếng vang, giống như là khẩy một bài kỳ diệu khúc, làm cho người ta buồn ngủ, mà thần niệm tự hồ cũng không bị khống chế, vậy mà có loại muốn nguyên thần xuất khiếu cảm giác. Lão đại, không thể bị loại thanh âm này cho mê hoặc, nếu không bọn chúng sẽ thừa cơ tới gần nhục thể của ngươi, sau đó chui vào. Tiểu Bạch rống to một tiếng. Đem trước mặt một đám cắn thần băng trùng cấp hiên phi đi ra ngoài. Chỉ là, cái này cắn thần băng trùng số lượng thật sự là nhiều lắm, hơn nữa hung hãn mười phần, chứng kiến đồng bạn bị nhấc lên bay ra ngoài, lập tức thì có khác cắn thần băng trùng nhào tới. chương 850, phệ thần băng trùng. Nhiều như vậy phệ thần băng trùng, rậm rạp chằng chịt địa chồng chất tại một khối giống như là rơi ra mưa đá. Phệ thần băng trùng chấn động lục căng cánh, mang theo chấn động tâm hồn thanh âm của, rõ ràng lại chính là dùng cái này đến mê hoặc tâm trí của con người. Bởi vì có được linh thức, cho nên phệ thần băng trùng sẽ không lộn xộn vô tự công kích, mà là chủ động phân ra hai cổ. Một cổ tại chỗ tiếp tục múa cánh, mặt khác một cổ thì là trực tiếp tiến hành đối với nhâm thương khung cùng tiểu bạch phát động công kích. Đừng nhìn phệ thần băng trùng cái đầu không lớn. Nhưng là tốc độ phi hành nhưng lại không chậm, bọn nó vỗ cánh bay múa thời điểm, trong không khí lưu lại một tầng thật mỏng hàng khí. Nhâm thương khung lúc này là đầu óc quay cuồng, mặc dù mình thần niệm vô cùng cường đại, thực sự không chịu nổi những này phệ thần băng trùng vô tận số lượng không dưới hơn vạn cái phệ thần băng trùng lập tức tập hợp tại một khối sóng thần niệm tương đối đáng sợ cơ hồ thiếu chút nữa liền đem nhâm thương khung thần thức khống chế lão đại ngươi phải giữ vững thanh tĩnh tiểu bạch lo lắng rống to một tiếng cánh tim đột nhiên theo nhâm thương khung đích cổ tay xẹt qua thượng cổ thần thú hai cánh sao mà sắc bén nhầm thương khung thủ đoạn lập tức bị thiết cát cắt ra một đạo nhẹ nhàng lỗ hổng dòng máu màu vàng ống lập tức chảy ra bị miệng vết thương đâm một phát kích nhầm thương khung đột nhiên bừng tỉnh, chứng kiến rậm rạp chẳng chịt tới gần, cách mình bất quá chỉ vài trượng khoảng cách phệ thần băng trùng, cũng là tâm thần trùng mình. Hắn cơ hồ cũng có thể chứng kiến bọn này độc trùng nước sơn đen kịt hai cái đồng tử, vậy mà coi như mang theo nhân loại chỉ mới có đích quán độc cảm xúc. Bạch Nhầm thương khung trong tay thiên la thần kiếm bỗng nhiên ra tay. Giống như là đêm tối xẹt qua một đạo kim sắc sét đánh, đem trước mặt đều chiếu sáng lập tức thì có hơn 10 cái độc trùng bị sắc bén thần kiếm quấy đã thành mảnh vỡ, giống như đom đóm đồng dạng rơi lạ tả trong bóng đêm. Mặc dù không cách nào khiến cho dùng thần lực, nhưng nhầm thương khung là danh bất hư truyền võ đạo tông sư, đối với chiêu thức linh hoạt vận dụng đã đạt đến cực hạn, vượt qua xa bình thường tu sĩ sở có thể so sánh hay sao? Nhìn thấy nhâm thương khung cùng tiểu bạch cao thấp bay tán loạn, phối hợp thân mật vô gian. Nhâm thương khung màu vàng khí huyết cuồn cuộn trong tay thiên la thần kiếm vũ kín không kẻ hở đám kia vệ thần băng trùng mặc dù công kích hung hãn nhưng không có chính thức có thể tiến vào nhâm thương khung quanh thân một trường khoảng cách rất nhanh khởi sướng tấn công vệ thần băng trùng đã bị tiêu diệt hơn phân nữa. mà nhâm thương khung cùng tiểu bạch lại bắt đầu có loại càng chiến càng hăng cảm giác hưng phấn chiến ý không ngừng kéo lên mặc dù nhâm thương khung tại không gian này trong không cách nào bay trên trời nhưng là mỗi lần sắp hạ xuống thời điểm, cũng có thể giẫm nát tiểu bạch trên lưng của mượn lực dơ lên, thiên la thần kiếm lạ tả ra tay, giống như là thu hoạch lợi khí. Những nơi đi qua, băng trùng nhau nhau bào thể mà chết. Thoáng cái tổn thất nhiều như vậy đồng bạn, tự hồ cũng chọc giận những cái, kia tiếp tục tiến hành thần niệm quấy nhiễu về thần băng trùng, bọn nó vỗ cánh tốc độ không ngừng nhanh hơn, tạo thành một loại hết sức kỳ quái đồng tình thanh âm, giống như là trên chiến trường cổ không ngừng đánh hát nói âm thanh nặng nề, có tiết tấu thanh âm, tạo thành một loại có chứa mặt trái suy yếu năng lực thần niệm sống âm, khiến người ta cảm thấy trong nội tâm vô cùng áp lực, tự hồ linh hồn muốn xuất khiếu rồi bình thường, không được, bọn nó đây là đang viện binh. Tiểu Bạch thập phần kinh hải nói. Quả nhiên, vốn là đen kịt một màu không gian ở trong, không ngừng có từng điểm từng điểm lam sắc quan mang hướng bên này tụ đến, giống như là ngân hà vắt ngang tại trên bầu trời đêm, sáng chói mà sáng ngời xuất hiện ở nơi này vệ thần băng trùng, đã đạt đến một cái thập phần kinh khủng số lượng, điểm một chút quan mang hội tụ tại một khối, dĩ nhiên cũng làm như là màu xanh thẳm hải lãng đập vào mặt. Chạy mau! Nhầm thương khung không dám vô lễ, thức thời thúc giục tiểu bạch ly khai nơi này. Nếu như cùng cái này con số hàng triệu cơn lũ côn trùng sâu bò chống lại. Không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Tiểu Bạch không nói một lời, giống như là mũi tên, chở nhâm thương khung hướng lên trên phương bay đi, ý đồ tìm được ngay từ đầu đào móc tầng băng xuống cái huyệt động kia. Nào có thể đoán được, này hội tụ tại một khối phệ thần băng trùng bỗng nhiên chậm rãi hội tụ, xây dựng nổi một cái tôn ma thần hình thái. Do trăm vạn mà tính phệ thần băng trùng tổ kiến mà thành vị này ma thần hình thái, thân hình cơ hồ muốn đem cái không gian này no bể bụng, chỉ cần là một cánh tay liền đạt tới hơn một ngàn trượng dài như vậy phệ thần băng trùng đơn thể năng lực tác chiến không mạnh. Nhưng là hội tụ tại một khối, nhưng lại kinh khủng làm tâm người băng giá. Hôm nay, cái vị này do phệ thần băng trùng xây lên ma thần hình thái, cái trán có hai cái thật dài cơ giác. Mà này ánh mắt vị trí giống như là hai viên đá quý màu xanh lam, thiêu đốt lên băng lạnh lùng hỏa diễm. Uống ma thần hình thái vậy mà phát ra loài người hét lớn, cuối quyền trái mãnh liệt đập tới. Một quyền này tới đã nhanh vừa vội, sát nảy sinh cương phong thiếu chút nữa lại để cho nhâm thương khung từ nhỏ bạch trên lưng của bị hất bay ra ngoài. Cũng may tiểu bạch phản ứng so sánh nhanh, tại nắm đấm nện vào thân hình phía trước. Lấy bất khả tư nghị góc độ thay đổi nửa vòng, khó khăn lắm từng lau chùi một quyền kia chi lực, động tác có thể nói tiêu sái cùng hoang mỹ. Chứng kiến một quyền của mình không có có hiệu quả, vị này ma thần hình thái trầm mặt không nói, tiếp tục một quyền lại đập tới. Một quyền này, cơ hồ là đuổi kịp một quyền theo sát phía sau liền đuổi tới, rõ ràng không cho tiểu bạch cơ hội phản ứng. Để cho ta tới, nhâm thương khung đột nhiên từ nhỏ bạch thân mình nhảy dựng lên, trong tay thiên la thần kiếm giống như là chư thần chi nộ, đột nhiên bổ đi ra ngoài. Phanh, ma thần hình thái tiểu trưởng lên tiếng mà rơi. Nhưng là nhâm thương khung cũng cảm giác được cánh tay tháo chạy nha, thiên la thần kiếm tự hồ muốn ngã bay ra ngoài. Rất nhanh, thì có phệ thần băng trùng bay tới, một lần nữa bám vào vị này ma thần hình thái trên cẳng tay, đứt tay lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp tục như vậy không được, đại gia hỏa cơ hồ đánh không chết. Tiểu Bạch, phệ thần băng trùng có không có nhược điểm gì? Nhầm thường khung trao mày hỏi. Lão đại, phệ thần băng trùng chính là thái âm chi trùng, thập phần âm độc. Nếu như lợi dụng thần lực đuổi giết, ngược lại cũng không phải là không có cơ hội. Tiểu bạch vội vàng trốn tránh đúng lúc hồi đáp. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta bây giờ đều không thể thi triển thần lực. Nhầm thương khung lông mày vặn vắt chặt hơn, hôm nay cục diện có thể nói là cực độ bất lợi. Nếu như sơ ý một chút bị phệ thần băng trùng vào vào thân thể, đây chính là sao chết còn phải thống khổ. Thần lực không cách nào thi triển, Nhầm thương khung cùng tiểu bạch cùng cấp đã mất đi công kích tối giai thủ cổ tay bất quá nhầm thương khung lại không muốn làm này nghển cổ đợi giết cừu non đúng rồi tiểu bạch vừa rồi ngươi nói cái này trùng đối với người thần niệm tạo thành ảnh hưởng như vậy bọn nó có thể là linh hồn mà tồn tại nhầm thương khung bỗng nhiên đầu linh quan lóe lên liền vội vàng hỏi có thể nói như vậy dù sao vật ấy tương đương oán độc còn nó khởi nguyên để hào lão tiền bối đã từng nghiên cứu qua ước chừng vốn là một loại lạnh vô cùng thuộc tính trùng loại trường kỳ thôn phệ oán độc hồn khí cái này mới chậm rãi tiến hóa thành cái dạng này đấy tiểu bạch khẳng định nói nếu phệ thần băng trùng là linh hồn độc vật vậy thì dễ làm rồi nhầm thương khung cười hắc hắc mở ra không gian giới chỉ cười nói tiểu gia hỏa xuất hiện đi ngươi hẳn là vận động một chút rồi một đầu mau nhung nhung tiểu gia hỏa cơ hồ là không thể chờ đợi được theo không gian giới chỉ thoang đi ra. Đạm nguyệt đề hồn thú. Ngang á, ngang nhé, tự hồ bị đóng thật lâu chưa hề đi ra, tiểu gia hỏa thư giãn thân thể, phi thường thoải mái địa phát ra hót vang tiếng vang. Cái này tiếng kêu, tự hồ cũng có đối với nhâm thương khung bất mãn, bởi vì bị đóng hồi lâu chưa hề đi ra rồi, theo nó tiếng gào thét tiếng vang. Cái này nguyên bản là như là sóc con kích cỡ tương đương linh thú, thân hình không ngừng tăng vọt đến cuối cùng vậy mà cùng một đầu cự hùng giống như cao lớn. Ngang á, ngang nhé, đạm nguyệt đề hồn thú vung tay hô to, thuộc về thượng cổ ma chủng khí phát triển lộ không bỏ sót. Nhíp hồn ma âm hóa thành một tầng tầng sóng âm, giống như là như nước chảy kích động đi ra ngoài, vậy mà chấn cái kia phệ thần băng trùng tạo thành cự đại ma thần thân hình hướng lui về phía sau mấy bước. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, cố gắng lên trống mấy cuốn họng. Quả nhiên, đạm nguyệt đề hồn thú nhiếp hồn ma âm đối với mấy cái này thái âm độc trùng có cực lớn khắc chế. Những độc chất này trùng là linh hồn chi vật, liền ngăn cản không nổi nhiếp hồn ma âm gột rửa. Nhầm thương khung lấy ra một bả ngân nguyệt thảo cho ăn. Tên tiểu tử này. Đạm nguyệt đề hồn thú nuốt chữ ngân nguyệt thảo sau đó. Càng là hưng phấn trên nhảy dưới tránh, né đòn, thậm chí chủ động xuất kích, lên tiếng kêu to. Ngang á, ngang nhé, cường đại đơn thể nhiếp hồn ma âm cơ hồ đối với này vệ thần băng trùng có gắt gao khắc chế, này to lớn ma thần hình thái lại đang cái này sống âm phía dưới lạnh rung địa phát trung. Quanh đến cuối cùng, cái vị này ma thần hình thái triệt để sụp đổ, con số hàng triệu vệ thần băng trùng giống như là một bãi vụn cát, nhào nhào hoảng hốt chạy bừa địa chạy trốn. Mà đạm nguyệt đề hồn thú lại như là sói vào bãi nhốt cừu, thập phần hưng phấn, bước nhanh đến phía trước, thịt đô đô thân thể giống như là nhấp nhô đi về phía trước ngang á ngang nhé này cao vút to rõ thanh âm của thoáng một phát đón lấy hạ xuống đáng sợ nhiếp hồn sóng âm đảo qua vô số phệ thần băng trùng vậy mà trực tiếp nổ bung giống như là băng phấn động dạng tiêu tán vô số màu xanh thẳm du hồn như vậy tản ra đây là phệ thần băng trùng lúc trước thôn phệ nguyên thần cùng oán niệm chi khí tụ tập mà thành lúc này ký túc thể nổ bung bọn nó tự nhiên cũng liền biến thành vô chủ trạng thái gặp nhiều như vậy du hồn tản mát, đạm nguyệt đề hồn thú như là cắn thuốc lắc đồng dạng hưng phấn. Miệng rộng mở ra, một cổ cường đại hấp lực đem các loại du hồn thôn phệ đến trong cơ thể. Thân là thường cổ ma chủng, du hồn là đạm nguyệt đề hồn thú tốt nhất thuốc bổ, dùng để lớn mạnh tự thân ma hồn là lại không quá thích hợp rồi, tại đây giống như, phệ thần băng trùng không ngừng bị sóng âm chấn vỡ, du hồn nhao nhao bật ra. Mà tiểu gia họa giống như là tham lam giả thú đồng dạng, không ngừng tiến lên nuốt du hồn, ăn thống khoái. Cũng không lâu lắm, phệ thần băng trùng số lượng liền tổn thất hầu hết, toàn bộ tiến nhập tiểu gia hỏa trong bụng. Nhầm thương khung cùng tiểu bạch mở to hai mắt nhìn. Thật không ngờ trong mắt bọn hắn thoạt nhìn rất khó đối phó đáng sợ độc trùng, nhưng lại tiểu gia hỏa ăn với cơm đồ ăn. Bởi vì cái gọi là vỏ quyết dày có móng tay nhọn, lời này một điểm không giả. Nếu như không có đạm nguyệt đề hồn thú tồn tại, chỉ sợ nhầm thương khung cùng tiểu bạch hôm nay liền phải bỏ mạng ở nơi này. Ngang á, ngang nhé, tiểu gia hỏa thật sự quá hưng phấn, phát ra sóng âm lần thứ nhất so lần thứ nhất mãnh liệt, những cái kia du hồn toàn bộ bị nó hấp thu, đã trở thành nhiếp hồn ma âm cung cấp chi lực, tạo thành kỳ diệu tuần hoàn. Tiểu bạch, có phát hiện hay không cái con kia phệ thần băng trùng tựa hồ hơi đặc biệt? Nhầm thương khung chỉ một ngón tay. Đám kia còn lại chạy thuộc mạng bên trong vệ thần băng trùng, trong đó có một con so sánh đặc thù, đưa tới nhâm thương khung chú ý của. Cái này phệ thần băng trùng so với bình thường lớn hơn đến đem gần thập bội, cùng đầu của người ta không xê xích bao nhiêu. Mà chỉ phệ thần băng trùng nhan sắc cũng hơi có chút quái dị, so với bình thường yếu lược sâu chút ít, mà cái con kia dài nhọn mỏ, dĩ nhiên là màu vàng. Mặc dù là lui lại, cái này phệ thần băng trùng bốn phía đều thủ hộ lấy lấy vô số đồng bạn, Tựa hộ ông sao vây quanh ông trăng bình thường bởi vậy có thể thấy được. Hơi đặc biệt cái này băng trùng địa vị khá cao. Lão đại, cái này phải hồn băng trùng, rất có thể liền là cái trùng. Tiểu Bạch kinh Hỷ nói. Chương 851, băng trùng mẫu trùng. Mẫu trùng. Nhầm thương khung hơi sững sờ, đối với cái chức vị này sinh ra hiếu kỳ đúng vậy, lão đại. Mẫu trùng cũng xưng là não trùng, chẳng những là những này phệ thần băng trùng chi tổ, tương tự cũng là đàn trùng thủ lĩnh, có được cực cao linh trí. Ví dụ như lần này chỉ lệnh công kích, khẳng định chính là do nó vọng lại. Tiểu Bạch liếm môi một cái, mỉm cười nói, đương nhiên, cái này phệ thần băng trùng mẫu trùng với ta mà nói cũng là cực kỳ khó được tẩm bổ phẩm. Lão đại ngươi chờ đối đại ta đem giết chết, bọn này độc trùng nhất định thối lui đợi một chút tiểu bạch. Nhầm thương khung bỗng nhiên nói, vừa rồi ngươi nói cái này phệ thần băng trùng là cái trùng. Này nói như vậy. Nó năng lực sinh sản so với bình thường phệ thần băng trùng muốn cường hãn rất nhiều. Đúng vậy, lão đại. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, phỏng đoán cẩn thận nhất, cái này mẫu trùng sinh sôi nảy nở tốc độ là vậy phệ thần băng trùng gấp 10 lần trở lên. Nếu như cho nó thật tốt sinh sôi nảy nở không gian, thế tất sẽ dẫn phát cùng một chỗ hạo kiếp. Hơn nữa, tự hồ loại này mẫu trùng cũng không cần lạnh vô cùng nhiệt độ, mặc dù tại khốc nhiệt nhiệt độ hạ cũng có thể còn sống. Lúc trước vì trảo những này mẫu trùng, để hào tiền bối có thể tính hao phí một ít khí lực. Nghe được tiểu bạch nói như vậy, nhầm thương khung bỗng nhiên hiển hiện một vòng nụ cười tà dị, như vậy là tốt rồi. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Tiểu bạch bị nhâm thương khung dáng tươi cười chọc có chút sợ hãi. Khoát tay áo, nhâm thương khung nói, tiểu bạch, chúng ta cái này tiến lên đem cái này phệ thần băng trùng nắm bắt, về sau còn hữu dụng được lấy chỗ của nó. Mặc dù không biết nhâm thương không có cái gì an bài, nhưng tiểu bạch đối với lão đại mệnh lệnh vẫn là nói gì nghe nấy đấy. Nó hai cánh chấn động, đột nhiên hướng cái con kia mẫu trùng phương hướng lướt tới. Này đang tại hốt hoảng chạy thuộc mạng mẫu trùng tựa hồ cũng cảm thấy nhâm thương khung tính toán của bọn hắn, bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, hướng không gian ở chỗ sâu trong bay đi giờ phút này, bọn nó sớm đã không còn rồi ngay từ đầu hung hăng càng quấy khí diễm, giống như là một đám tướng bên thua, cấp cấp như chó nhà có tan thông thường trốn lui. Thế nhưng mà, bọn này phệ thần băng trùng tại phương diện tốc độ há lại tiểu bạch đối thủ. Nhưng thấy tiểu bạch hai cánh chấn động biên độ nhanh hơn. Hóa thành màu vàng lưu tinh chạy tới, không một chút thời gian liền phải đuổi tới này chỉ mẫu trùng. Đúng lúc này, bỗng nhiên mẫu trùng bốn phía những vệ thần băng trùng đó buông tha cho chạy thục mạng, đầu đỉnh vị trí có chút phát ra hào quang, nhận lấy chỉ lệnh bình thường nhau nhau hướng nhâm thương khung cùng tiểu bạch vây kín tới, ý đồ đưa bọn chúng ngăn cản. Bọn này cùng loại với mẫu trùng hộ vệ độc trùng ước chừng có trên trăm cái, mặc dù cái đầu không kịp mẫu trùng, nhưng cũng là thập phần cường tráng, có thể so với to như nắm tay. Bọn nó cánh không ngừng biên độ sống, sau đó giống như là không muốn sống hướng nhâm thương khung cùng tiểu bạch đánh tới. Phát động nảy sinh tự sát thức công kích. Tiểu bạch, ngươi chỉ để ý xong. Nhâm thương khung hét lớn một tiếng, chân phải tại tiểu bạch vai trước nhẹ nhàng giảm mạnh, đón lấy lực đạo cao cao địa bay lên. Tóc dài đen nhánh không gió cùng loạn nhảy múa, nhâm thương khung một đôi tinh mâu trong tràn đầy khó có thể địch nổi khí phách cùng đế uy, phản phất một cái chia rẽ bách chiến bách thắng chiến thần chạy tại phía thế giới này lý bá 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 cũng không tá trợ thần lực thiên la thần kiếm múa ra một đóa lại một đóa kiếm hoa tại đen kịt trong không gian cô độc và kiêu ngạo mà tráng phóng mà nhâm thương khung lại lạnh lẽo hai mắt phản phất thu hoạch sinh mạng tử thần theo lý thuyết phệ thần băng trùng là thái âm độc trùng xưa nay lấy nuốt nguyên thần cùng du hồn mà tẩm bổ lớn mạnh cần phải đối với nhâm thương khung không có sợ hãi như vậy mới đúng nhưng là thiên la thần kiếm tự hồ mang theo cấm kỵ chi lực vậy mà lại để cho bọn này trùng loại tinh binh hộ vệ linh thức sinh ra chấn động, lần thứ nhất sinh ra muốn cãi lời chủ nhân mệnh lệnh, quay đầu liền đi xúc động. Chỉ là, thì đã trễ tức giận trường kiếm xuất võ, phiên như du lông, nhanh như thiểm điện, cuồng phong quét lá rụng bình thường đem các loại trùng loại tinh binh cho tách rời thành từng khối vụn băng. Nhầm thương không đem võ đạo tuyệt học phát vung tới cực hạn, lấy thái thượng tình cực kiếm, kiếm chiêu làm dẫn, biểu hiện ra sư tôn giao cho mình chân kiếm đạo chân lý, kiếm tại, chuyện tại. Chuyện tại, kiếm tại. Thiên la thần kiếm vô kiên bất tội, không có gì không hủy, đám kia phệ thần băng trùng há có thể ngăn cản như thế tinh diệu kiếm thế, nhào nhào hóa thành khối khối vụn băng, du hồn không ngừng bật ra. Đàm nguyệt đề hồn thú tự hộ đối với những tinh binh này cấp phệ thần băng trùng khác du hồn tương đương yêu tha thiết, liên tục không ngừng bị chạy tới, há to miệng rộng liền đem các loại du hồn kể hết nuốt vào trong bụng. Này mẫu trùng chứng kiến tình huống không đúng, cái tráng chính giữa lập tức hiện lên yêu dị ánh sáng màu đỏ, về sau vây quanh ở nó bên người tất cả vệ thần băng trùng, hướng nhâm thương khung bọn hắn nhau nhau nhào đầu về phía trước. Ô, 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 n, d, những, này bực bội thanh âm của cơ hồ khiến nhâm thương khung màng nhĩ màng bị phá vỡ, một cổ bực bội ý sông lên đầu. Ngang á! ngang nhé mau nhung nhung tiểu gia hỏa nhưng lại tương đương hưng phấn mở miệng lớn tiếng gáy gọi nhầm thương không phát hiện một cổ nhu hòa sóng âm tựa hồ có thực chất bình thường giống như là rung động đồng dạng rất nhanh đẩy ra hướng này xông tới mặt đàn trùng đánh tới phốc 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 đàn trùng chịu không được nhiếp hồn ma âm công kích nhao nhao nổ bung nhầm thương khung hạ xuống sau đó tiểu bạch lập tức phi chạy tới mượn nhờ cái này tiểu bạch sau lưng của nhầm thương khung mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, lần nữa đằng bay lên, trong tay thiên la thần kiếm tiến hành thu hoạch, tạo thành lực sát thương cũng không so nhiếp hồn ma âm trên lệch. Đạm tháng phệ hồn thú lần này ăn thống khoái, trọn vẹn hơn vạn du hồn kể hết sau khi cắn nuốt, bụng kia giống như là bóng cao su đồng dạng phồng lên lên. Bọn ngươi còn muốn chạy trốn. Nhầm thương khung hắc một tiếng. Lần thứ ba mượn nhờ tiểu bạch sau lưng của, mũi kiếm giống như là như thiểm điện đâm thẳng tới bá vô cùng đen kịt một thế giới ở bên trong giống như là có màu vàng lưu tinh xẹt qua nhằm thương khung hết sức chính xác gai đất hướng mẫu trùng sau lưng của nay mẫu trùng tựa hồ dự cảm được rồi nguy hiểm nhưng thấy nó bỗng nhiên quay đầu há miệng phun ra một đạo màu xanh thẳm đóng băng khí tức lão đại nguy hiểm đó là quá âm hàng độc tiểu bạch quá sợ hãi kêu lên cái lúc này Nhâm Thương không muốn tránh né cũng không kịp rồi, chỉ có thể kiên trì liên tục chém vào. Thiên La Thần kiếm đơn giản chỉ cần theo này như là băng sương mù vậy trong độc chướng xuyên qua. Tạch tạch tạch, Nhâm Thương không cảm thấy một cổ thập phần kinh khủng lạnh vô cùng nước vào khắp toàn thân của mình, một tầng xương lạnh không ngừng ăn mòn da thịt. Lạnh, thấu xương rét lạnh. Rất nhanh, Nhâm Thương khung quanh thân giống như là mạng nhện đồng dạng, thân thể rạn nứt ra, tùy thời đều có tan vỡ nguy hiểm đối mặt loại đáng sợ này hiểm cảnh, nhầm thương khung đột nhiên cắn răng, bất hủ đế khí điên cuồng vận chuyển, phát ra ông ông tiếng vang. Dù sao, bất hủ đế khí chính là thượng cổ tứ đại thần điển một trong, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, cũng có khó nói lên lời thần diệu. Bất hủ đế tức giận chí dương chí cương khí tức, đơn giản chỉ cần đem quá âm hàng khí hóa giải mất, mà những độc chất kia tố thì càng không nói chơi rồi, trực tiếp bị sắp xếp ra ngoài thân thể cửu chuyển kim thân tại lúc này phát huy mạnh nhất một mặt, màu vàng khí huyết không ngừng cuồn cuộn, bốn phía nhiệt độ lên cao không ngừng. Này mẫu trùng tựa hồ cũng không có ý đến nhâm thương khung vậy mà không trốn không né, ngạnh xanh xanh đem chính mình quá âm hàng khí độc cho phá vỡ, dọa cho được quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng mà, nhâm thương khung trường kiếm dĩ nhiên đuổi tới. Bá bá bá, thiên la thần kiếm tựa hồ đang quy định phạm vi hoạt động trực tiếp đem mẫu trùng phía trước sáu lộ đường theo động tác võ thuật toàn bộ phong kín đem khóa tại một phương không cách nào nhúc nhích không gian nhỏ trong phạm vi làm được như vậy tinh chuẩn lấy kiếm là lao cần cực mạnh năng lực khống chế cùng đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cùng tự tin mà hết thảy này đối với võ đạo tông sư nhầm thương khung mà nói tuyệt không nói chơi nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh nhầm thương khung bỗng nhiên như thiểm điện ra tay một tay lấy cái này mẫu trùng cho bắt được mà mũi kiếm trực tiếp chống đỡ mẫu trùng đầu. Nếu là cái này mẫu trùng trước tiên gây bất lợi cho chính mình, liền không chút lưu tình chém giết. Mẫu trùng tự hồ thật không ngờ mình sẽ thất bại, có được so với nhân loại không kém là bao nhiêu linh trí nó vậy mà sẽ lạnh run, tám cái cánh vậy mà yếu siêu xuống dưới, mà trong miệng phát ra xèo, xèo cực ý tờ, tê, tê, tiếng kêu lạ. Mà nhâm thương khung cũng không ngừng dừng lại động tác, thi triển thần khống thuật phía trên một môn luyện chế khôi lỗi pháp môn, lập tức lợi dụng thần niệm đối với mẫu trùng thần thức tiến hành phong tỏa, về sau nhanh chóng đánh ra cấm chế, đem thần thức câu ở, một mực khống chế lại. Lúc này, nhầm thương khung triệt hồi rồi thiên la thần kiếm. Bởi vì hắn chỉ cần thần niệm khẽ động, mẫu trùng thì có bị trực tiếp diệt sát nguy hiểm. Mẫu trùng tự hồ cũng biết mình mạng nhỏ hiện đang nắm giữ tại nhâm thương khung trong tay, trong miệng liên tiếp phát ra xèo, xèo cực ý tờ, t, t xin khoan dung thanh âm, thoạt nhìn buồn cười vô cùng. Nhầm thương khung không thông loại này trùng ngữ, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía tiểu bạch, để nó có thể phiên dịch một hai. Nào có thể đoán được, tiểu bạch cũng là hai cánh bày ra, lực bất tòng tâm mà nói, lão đại, ngươi cũng đừng xem ta. Nó là trùng ta là yêu thú, không là một loại hình, câu thông không đứng dậy. Cái lúc này, đàm nguyệt đề hồn thú cũng chạy tới, tiểu gia hỏa tự hồ đối với cái này mẫu trùng hết sức cảm thấy hứng thú, không ngừng mà muốn hướng phía trước gom góp. Mà đối với cái này trời xanh khắc tinh, mẫu trùng kiên dè dạ không thôi, toàn thân lạnh run, không ngừng hướng về sau co lại, phát ra xèo, xèo cơ cờ, cờ, ý tờ, tê, tê hoảng sợ thét lên. Nhầm thương không xem chừng mẫu trùng tự hồ có linh trí, nên sẽ hiểu tiếng người, cho nên dùng thần niệm truyền âm nói, nếu như ngươi không thần phục với ta, liền đem ngươi với tư cách thức ăn của nó trải qua lần này đe dọa này mẫu trùng càng thêm sợ hãi rồi vậy mà học loài người động tác phía trước hai chi hợp lên không ngừng thở dài không nên này hơi yếu thần thức truyền vào nhâm thương khung trong thức hải xem ra có thể thông qua thần thức câu thông nhâm thương khung nhẹ nhàng thở ra truyền âm nói muốn ta không thể giết ngươi cho một cái lý do trước chỉ là không giết ta ta có thể cho ngươi một thứ bảo bối mẫu trùng nơm nớp lo sợ nói hả nhầm thương khung chợt cảm thấy hiếu kỳ cái này mẫu trùng có thế có đủ loại dạng bảo bối ngươi hơi đợi một lát ta đi một chút sẽ trở lại mẫu trùng lấy lòng nói để cho chạy ngươi rồi nếu ngươi chạy làm sao bây giờ nhầm thương khung đối với cái này mẫu trùng xảo trá có chút kiên kỵ một cái trùng loại có đủ nhân loại vậy linh trí vốn là có chút ít không thể tưởng tượng nổi Ngươi ngươi có này thần thức khống chế phương pháp, nếu như ta có bất kỳ phản kháng, thần thức sẽ nổ bung, khi đó ta sẽ chết. Mẫu trùng nơm nớp lo sợ. Nhầm thương khung gật gật đầu, thần khống thuật cường đại cũng không phải nói khoác đi ra ngoài, chỉ cần hắn thần thức khẽ động, cái này mẫu trùng sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Thả mẫu trùng sau đó, cái này có đủ linh trí con cọp tràn ngập kiên kỵ nhìn nhầm thương khung liếc. Về sau bay vào bóng đêm vô tận bên trong lão đại, ngươi cứ như vậy thả nó đi. Tiểu Bạch tỏ vẻ không hiểu. Nhầm thương khung thần niệm phong ấn liên lụy hạ xuống, mỉm cười nói, không có việc gì, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Cũng không lâu lắm, cái con kia mẫu trùng đi mà quay lại, nó màu vàng trường mỏ trước nhiều hơn một cái tản ra nhàn nhạt tinh thần chấn động đồ vật. Là cuối cùng một khối lông tử ngọc bội. Chứng kiến thứ này chân diện một sau đó, nhầm thương khung nhất thời kêu thành tiếng.